Trường trăm linh một bao trưởng lão có ý tứ là Đông Quách Lãnh cùng Doãn Cao Kiệt xuất bí cảnh sau đó. Cũng không có lập tức trở về Thượng Thanh Tông mà là tìm một chỗ bế quan mấy ngày sau. Hai người liền tuần tự đột phá thiên cương cảnh. Hai người tại thu được cái kia Thượng Cổ Tông môn cơ duyên sau đó. Liền đã đạt đến nửa bước thiên cương cảnh cực hạn chỉ có điều đè nén cảnh giới. Một mực trống được ra đến bí cảnh bên ngoài lúc này mới đột phá bởi vì nếu như bọn hắn tại trong bí cảnh đột phá thiên cương cảnh mà nói. Vậy thì bị một mực kẹt ở cái kia trong bí cảnh, lại khó mà thông qua bí cảnh thông đạo trở về tới Nam Châu. Nếu như bị vây ở cái địa phương quỷ quái kia, cho dù bọn họ đột phá thiên cương cảnh, cũng không có có ý tứ gì, hơn nữa cái kia trong bí cảnh không biết vẫn tồn tại bao nhiêu u minh. Tộc kẹt ở cái kia trong bí cảnh, sớm muộn phải bị những cái kia u minh tộc đánh chết hai người tại đột phá thiên cương cảnh sau đó hăm hở đạp vào trở về thượng thanh tông đường về bọn hắn lần này cần hảo hảo mà tìm sở kiếm thu tính sổ lấy bọn hắn lần này lấy được cơ duyên chi lớn sở kiếm thu tuyệt đối không cách nào lại cùng bọn hắn chống lại đông quách lãnh đột phá thiên cương cảnh sau đó hùng tâm bộc phát bây giờ cuối cùng có thể chân chính mở mày mở mặt tại bị sở kiếm thu thực lực đuổi đi lên sau đó hắn chính diện giao chiến lúc lại nhiều lần không cách nào đánh bại sở kiếm thu trong lòng vẫn luôn tại nín một cỗ khí lâu dài xuống sở kiếm thu đều không khác mấy muốn trở thành tâm ma của hắn lần này trở lại thượng thanh tông sau hắn muốn để sở kiếm thu biết cái gì gọi là tranh lệch khi theo lấy thượng thanh tông đám người trở về thượng thanh tông trên đường sở kiếm thu hướng phòng nhã có thể cáo từ nói có chuyện gấp cần xử lý Hiện tại hắn là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức trở về tới huyền kiếm tông. Phía trước nếu như không phải là vì chấn nhiếp huyết ảnh người trong liên minh, hắn sớm đã đi. Phòng nhã có thể thấy sở kiếm thu giữa hai lông mày một màn kia thần sắc lo lắng. Lập tức không khỏi hỏi, sở sư điệt có phải hay không có cái gì khó xử sự tình. Có cần hay không ta hỗ trợ? Sở kiếm thu lắc đầu nói, đa tạ phòng đường chủ hảo ý, nhưng mà chuyện này chính ta giải quyết liền tốt ta đi trước chư vị bảo trọng mặc dù nếu là có phòng nhã có thể tên này tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ giúp một tay có thể dễ dàng giải quyết trước mắt huyền kiếm tông khốn cục nhưng mà sở kiếm thu cũng không muốn quá sớm đem thượng thanh tông kéo vào được trước mắt huyết ảnh liên minh mặc dù chú ý tới huyền kiếm tông nhưng mà cũng không có quá mức xem trọng chỉ là để cho huyết ảnh liên minh một cái thượng đẳng nước phụ thuộc đối phó huyền kiếm tông mà thôi nhưng mà một khi phòng nhã nhưng loại này tuyệt đỉnh cao thủ nhúng tay vào mà nói cái kia tính chất nhưng là hoàn toàn khác biệt huyết ảnh liên minh sẽ coi là thượng thanh tông khiêu khích rất có thể lại phái phái số lớn sức mạnh đối phó huyền kiếm tông đây là sở kiếm thu không muốn nhìn thấy trước mắt huyền kiếm tông còn thiếu nhiều lắm cường đại vẻn vẹn cùng huyết ảnh liên minh một cái thượng đẳng nước phụ thuộc đối chiến đã phí sức như thế một khi huyết ảnh liên minh điều động đại quân đột kích lấy huyền kiếm tông trước mắt sức mạnh căn bản không có khả năng ngăn cản được một khi huyết ảnh liên minh nghiêm túc đối đãi mà nói dù cho thượng thanh tông gia nhập vào cũng khó có thể ngăn cản được huyết ảnh liên minh công kích bởi vì huyết ảnh liên minh thật sự là quá cường đại không phải bây giờ huyền kiếm tông cũng không phải đơn độc một cái thượng thanh tông đủ khả năng đối kháng được có lẽ làm huyền kiếm tông đem chính mình theo trong bí cảnh mang ra những bảo vật này tài nguyên chuyển hóa làm thực lực chân chính sau đó có lẽ có thể miễn cưỡng tại huyết ảnh liên minh công kích tự vệ nhưng là bây giờ cũng không cần quá nhiều mà gây nên huyết ảnh liên minh lực chú ý cho thỏa đáng hơn nữa thượng thanh tông những đệ tử này cũng cần phòng nhã có thể tới tiến hành hộ tống để tránh trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Đi qua trong bí cảnh một phen đồng sinh cộng tử lịch luyện. Sở kiếm thu đã sớm đem những thứ này thượng thanh tông đệ tử coi là chính mình người đến đối. Đãi tuyệt không nguyện ý bọn hắn xảy ra chuyện phòng nhã có thể thấy sở kiếm thu nói như vậy. Cũng không có kiên trì. Bây giờ liền nàng cũng không biết sở kiếm thu rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài tất nhiên sở kiếm thu tại bên trong bí cảnh liền thần biến cảnh đại năng đều có thể đánh giết nếu như gặp phải liền hắn đều không thể giải quyết sự tình tự mình đi tới cũng không có quá đa dụng chỗ sở kiếm thu hướng đám người sau khi cáo từ liền rời đi thượng thanh tông vân chu hướng tiếng thông gieo quốc phương hướng mà đi trước lúc rời đi sở kiếm thu đem quá nửa thiên cương cảnh khôi lỗi đều giữ lại xuống để phòng vạn nhất nhìn thấy sở kiếm thu lần này cử động tất cả mọi người không khỏi một hồi xúc động nhìn sở kiếm thu cái kia dáng vẻ lo lắng sở kiếm thu rõ ràng là có cực kỳ trọng yếu việc gấp nhưng mà coi như như thế hắn trước lúc rời đi thế mà cũng không có quên an toàn của bọn hắn không đúng kém chút bị tiểu tử kia cho lừa dối vượt qua kiểm tra rồi huyết ảnh liên minh vân chu bên trong bao phàm bỗng nhiên vỗ đầu gối kêu lên bao trưởng lão đây là có phát hiện gì một bên huyết ảnh liên minh trưởng lão thấy thế lập tức tò mò hỏi hách liên sư điệt cái kia sở kiếm thu tại bên trong bí cảnh vận dụng bao nhiêu lần đạo kia sát lực kiếm thật lớn quăng bao phàm nhìn xem hách liên miểu hỏi chính là một lần cuối cùng đối mặt cái kia thần biến cảnh u minh tộc thời điểm lúc khác hắn đều chưa từng dùng qua thế nào bao trưởng lão hách liên miểu một mặt mờ mịt hỏi trước đó hắn có hay không gặp được sinh tử nguy hiểm bao phàm tiếp tục truy vấn đạo cũng đã gặp qua nhiều lần hách liên miểu nghĩ nghĩ nói vậy thì đúng rồi chúng ta đều bị tiểu tử kia lừa gạt bao phàm tiếc rẻ nói bao trưởng lão có ý tứ là các vị huyết ảnh liên minh trưởng lão nghe được bao phàm lời này lúc lập tức cũng đều hứng thú đại gia suy nghĩ một chút đang cùng chúng ta rằng có thời điểm tiểu tử kia vì cái gì không trực tiếp vận dụng đạo kiếm quang kia, nếu như hắn sớm vận dụng đạo kiếm quang kia mà nói, chúng ta đã sớm chết hết. Hắn nơi nào còn cần đến bày ra lớn như vậy chiến trận. Hơn nữa hách liên sư điệt cũng đã nói. Tại trong bí cảnh hắn nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử lúc cũng đều vẫn luôn không dám xử. Dụng đạo kiếm quang kia thẳng đến cuối cùng đối mặt thần biến cảnh u minh tộc lốp Mới bất đắc dĩ vận dụng đạo kiếm quang kia. Chư vị suy nghĩ một chút, đây là vì cái gì, bao? Trưởng lão có ý tứ là tiểu tử kia đạo kiếm quang kia là một lần duy nhất. Dùng xong liền không có. Lập tức những cái kia huyết ảnh liên minh trưởng lão cũng đã minh. Bạch bao phàm ý tứ. Bằng không đâu, chỉ có dạng này mới có thể giảng giải tiểu tử kia vì cái gì sử dụng đạo kiếm. Quang kia thời điểm cẩn thận như vậy, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Đều chưa bao giờ dám sử dụng hơn nữa tại đối mặt chúng ta mạnh mẽ như vậy dưới áp lực. Tiểu tử kia đồng dạng không có tế gia đạo kiếm quang kia, vô luận từ phương diện nào đến xem. Đều cho thấy tiểu tử kia kiếm quang cũng là một lần duy nhất, dùng xong liền không có. Bao phàm hai mắt tỏa sáng địa đạo. Vậy chúng ta muốn hay không quay đầu trở về cướp giết Thượng Thanh Tông? Nhiều như vậy bảo vật, lão phu nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Nghe được bao phàm lần này phân tích rất nhiều máu ảnh liên minh trưởng lão cũng đều tỉnh ngộ lại. Nhao nhao cảm thấy bao phàm phân tích có lý. Lập tức liền có người đề nghị trở về cướp giết Thượng Thanh Tông. Dù sao tài vật động nhân tâm, số lượng khổng lồ như vậy bảo vật nhưng không có bao nhiêu người. Có thể nhịn được, chương 702 vạn nhất đâu. Thế nhưng là, vạn nhất đâu, vạn nhất hắn đạo kiếm quang kia không phải một lần duy nhất đâu. Tên kia thế nhưng là âm hiểm vô cùng tại bên trong bí cảnh không ít giả heo ăn thịt hổ. Mỗi lần người khác cho là hắn đã là cùng đồ mạt lộ. Hắn đều sẽ bốc lên mới thủ đoạn đi ra tuyệt sử phùng sinh. Hắn ẩn tàng thủ đoạn giống như cho tới bây giờ liền không có vô tận. Chư vị trưởng lão cũng không cần khinh thị hắn, đó là một cái kẻ rất đáng sợ. Hách liên miểu trần chờ một chút cuối cùng vẫn đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn cùng sở kiếm thu tại trong bí cảnh đồng hành không thiếu thời gian dọc theo đường đi đối với sở kiếm thu âm hiểm rảo hoạt thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tên kia vĩnh viễn sẽ không đem chính mình sở hữu át chủ bài cho bày ra. Chỉ có chờ đến chân chính đến sinh tử tình thế nguy hiểm, cùng đường bí lối thời điểm, hắn mới có thể đem chính mình một cái nào đó át chủ bài cho hiện ra sáng lên. Mà hắn mỗi một lần chỗ lấy ra át chủ bài đều để người chấn động vô cùng đều có thể để cho hắn chuyển nguy thành an, biến nguy thành an. Mà địch nhân của hắn thì mỗi lần bị hắn đột nhiên xuất hiện át chủ bài đánh bất ngờ. Bên dưới không chút phòng bị nào bị đánh đại bại thua thiệt, cùng Sở Kiếm Thu tiếp xúc thời gian. Càng lâu, đối với hắn hiểu rõ càng sâu, lại càng sẽ cảm giác Sở Kiếm Thu thần bí. Cho tới bây giờ, Hách Liên Miểu đều cảm giác được Sở Kiếm Thu cao thâm mặt chắc căn bản để cho người ta nhìn không thấu, hách liên miểu xem như địa bảng đệ nhất cường già. Tại trong thế hệ này Nam Châu võ giả, cho tới bây giờ liền không có coi người nào ra gì. Nhưng mà sở kiếm thu lại làm cho hắn lần thứ nhất có e ngại cảm giác. Đó là một cái đáng sợ tới cực điểm người. Đám người nghe được hách liên miểu lời nói này sau đó, không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời chàng diện lâm vào một mảnh trong trầm mặc trong lòng tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi chấn kinh. Cái này không phải do bọn hắn không khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất từ hách liên miểu trong miệng nghe được đáng sợ hai chữ, hách liên. Miểu là ai, địa bảng đệ nhất thiên tri kiêu tử, ngàn năm có một tuyệt thế yêu nghiệt. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hách liên miểu cho tới bây giờ liền không có từng sợ ai. Dù cho đối phương là thiên cương cảnh cường già tuyệt đỉnh đám người từ đó đến giờ không có gặp qua hách liên miểu trong mắt sợ hai chữ. Chớ nhìn bọn họ những trưởng lão này là thiên cương cảnh cường già tuyệt đỉnh. Nhưng mà tại trước mặt hách liên miểu, bọn hắn không có nửa điểm ngạo khí có thể nói, lấy hách liên miểu thiên phú cường đại. Siêu việt bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói hách liên miểu đã bị huyết ảnh trong liên minh cái kia tồn tại coi trọng. Chỉ cần hách liên miểu đột phá thiên cương cảnh, liền có thể trở thành vị kia đệ tử lấy hách liên miểu thiên phú như thế cùng ngạo khí thế mà từ trong miệng hắn nói ra đáng sợ hai chữ bởi vậy có thể thấy được sở kiếm thu đến tột cùng là người khủng bố cỡ nào đang nghe xong hách liên miểu lời nói này sau đó mọi người nhất thời liền bỏ đi trở về cướp giết thượng thanh tông đệ tử ý niệm vạn nhất sở kiếm thu đạo kiếm quang kia thật sự có thể lặp lại sử dụng mà nói vậy bọn hắn coi như thật là ba ba chính mình chạy lên tặng đầu người nếu là những người khác nói như vậy, những trưởng lão này sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà hách liên miểu nói như vậy, bọn hắn thì không khỏi không coi trọng. Loại tình huống này không chỉ mình phát sinh ở huyết ảnh liên minh trong đội ngũ. Yêu tộc những trưởng lão kia đồng dạng có cùng huyết ảnh liên minh trưởng lão tâm tư giống nhau, nhưng mà cũng đều tại viên phi các đệ tử thuyết phục phía dưới bỏ đi ý nghĩ thế này. Đi qua trong bí cảnh lần này thám hiểm lịch luyện sau đó những võ giả này là đem sở kiếm thu sợ đến tận xương tủy. Nhất là sau cùng một màn kia, từ sở kiếm thu mi tâm bắn ra đạo kia kinh thiên động địa kiếm. Quang, bọn hắn tại sau này trong thời gian rất dài đều khó mà quên cái kia cỗ hủy thiên diệt. Địa khí tức, sở kiếm thu rời đi thượng thanh tông vân chu sau đó, tâm niệm khẽ động. Sau lưng xuất hiện cái kia thăng cấp sau đó phong chi dực, sở kiếm thu đem phong dực độn pháp. Cùng gió chi dực thôi động đến cực hạn nhanh như điện chấp hướng Tùng Đào Quốc phương hướng bay đi. Hiện tại hắn khoảng cách Tùng Đào Quốc chỉ ít có gần trăm vạn dặm khoảng cách. Cho dù hắn bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường. Cũng cần ít nhất thời gian 10 ngày mới có thể đuổi tới Tùng Đào Quốc, hắn chỉ hy vọng huyền. Kiếm Tông có thể treo trống đến hắn đuổi tới. Tùng Đào Quốc cùng U Lương Quốc đường biên giới bên trên. Vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động đánh vạn dặm cương vực tận thành đất khô cằn trên bầu trời, từng cái uy lực to lớn vô cùng lôi quang hỏa pháo không ngừng nổ tung. Mỗi một cái lôi quang hỏa pháo nổ tung, sinh ra từng đóa từng đóa cực lớn mây hình nấm bao phủ phương viên hơn 10 dặm không gian. Cuồng bạo vô cùng sóng xung kích từng vòng từng vòng mà khuếch tán ra. Tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh đều phải xé thành mảnh nhỏ. Tại chiến trường hai bên, riêng phần mình đều trưng bày lấy từng mảnh từng mảnh đông nghịt chiến sĩ mặc dù hai bên chiến sĩ số lượng đều không thiếu nhưng mà u lương quốc bên kia chiến sĩ số lượng rõ ràng so huyền kiếm tông bên này nhiều không sai biệt lắm một lần huyền kiếm tông bên này các đại quân doanh chiến sĩ đều trú đóng ở tại từng cái sớm đã kiến chúc tốt trong pháo đài dựa vào trong pháo đài trận pháp cùng đối diện u lương quốc đại quân chống lại nếu như không phải có những trận pháp này kiên cố phòng ngự mà nói huyền kiếm tông bên này đại quân đã sớm bị đối diện u lương quốc quân đội cho đánh tan mặc dù huyền kiếm tông các đại quân doanh chiến lực đều vô cùng cường đại nhưng mà u lương quốc đại quân dù sao cũng không phải kẻ yếu hơn nữa đối phương đại quân số lượng hay là huyền kiếm tông bên này hai lần nếu như không phải huyền kiếm tông các đại quân doanh chiến lực cường hãn mà nói sớm đã bị đối diện nhiều đến gấp hai địch nhân đánh tan hơn nữa đối phương không chỉ mình tại đại quân về số lượng so huyền kiếm tông bên này nhiều. Tại cường giả đỉnh cao về số lượng cũng đồng dạng nghiền ép huyền kiếm tông. Huyền kiếm tông bên này chỉ có bạch y sở kiếm thu, tả khâu văn, thôi nhã vân. Trường tôn nguyên bạch có chiến lực thiên cương cảnh. Mà đối phương thế nhưng là thực sự có 10 tên thiên cương cảnh cường giả. Vì trận chiến tranh này, không chỉ mình tả khâu văn từ huyền kiếm thành bên kia chạy tới liền vẫn luôn đang bế quan tả khâu thương chúc cùng lạc chỉ vân đều xuất quan tham chiến tả khâu văn đã đột phá đến nửa bước thiên cương cảnh cách thiên cương cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước lấy tả khâu văn mạnh lớn thiên phú cùng với tu luyện cửu tuyệt huyền quang bí điển vượt biên mà chiến cũng không tồn tại vấn đề thôi nhã vân trường tôn nguyên bạch cũng đã nguyên đan cảnh cửu trọng võ giả Thôi nhã vân không cần phải nói, đi qua hỗn độn đến tôn tháp sửa đổi qua tư chất nàng. Cùng giai chiến lực thậm chí so tả khâu văn đều muốn càng mạnh hơn một bậc. Mà trường tôn nguyên bạch đi qua tẩy tủy phạt cốt phù đề thăng tư chất sau đó. Chiến lực nâng cao một bước, hai người này cũng có cùng thiên cương cảnh một trận chiến nhảy. Qua biên giới chiến lực. Đến nỗi bạch y sở kiếm thu, hắn lúc này đồng dạng đã là nguyên đan cảnh cửu trọng võ giả, bạch y. Sở kiếm thu chiến lực mặc dù không giống bản tôn khủng bố như vậy. Nhưng mà đồng dạng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, dù cho một mình đối kháng đối phương 10 tên thiên cương cảnh. Cường giả cũng không phải nói đùa, nhưng mà U Lương quốc bên kia. Ngoại trừ cái kia 10 tên thiên cương cảnh cường giả, còn có một cái sở kiếm thu đối thủ cũ, Sử Nguyên Khải. Sử Nguyên Khải trước mắt cũng đã là nửa bước thiên cương cảnh tu vi nhưng mà lấy chiến lực của hắn, so với thông thường thiên cương cảnh cường giả lại cường đại. Hơn nhiều, chính là bởi vì có sự nguyên khải kiềm chế, cho nên bạch y sở kiếm thu bị gắt gao kiềm chế lại. Cái kia 10 tên thiên cương cảnh cường giả hoàn toàn dựa vào tả khâu văn bọn người đối kháng. Trường 703 không có linh thạch, tả khưu văn bọn người mặc dù nắm giữ vượt biên mà chiến chiến lực. Nhưng mà dù sao không bằng bạch y sở kiếm thu biến thái như vậy bọn hắn sở dĩ có thể cùng cái kia 10 tên thiên cương cảnh cường giả chống lại. Hoàn toàn là bằng vào bạch y sở kiếm thu luyện chế những cái kia thần diệu vô biên linh phù. Ngoại trừ những thứ này đỉnh phong trong chiến lực sức mạnh so sánh. U lương quốc bên kia binh khí chiến tranh cũng xa không phải huyền kiếm tông bên này có thể so. Sánh, riêng là 5.000 trượng cự hình chiến thuyền, U lương quốc bên kia liền có 3 chiếc. Đến nỗi ngàn trượng cỡ lớn chiến thuyền cùng 500 trượng cỡ trung chiến thuyền. U Lương quốc bên kia càng là Huyền kiếm tông bên này nhiều gấp mấy lần. Từng đạo lôi quang hỏa pháo cùng cơ quan cự nỏ bộc phát ra vô cùng cường đại lực phá hoại. Đánh vào trên những cái kia phòng ngự pháo đài công sự. Nếu như không phải Bạch Y Sở kiếm thu trước đó cấu tạo từng cái một phòng ngự đại trận mà nói. Chỉ sợ Huyền kiếm tông phòng tuyến đã sớm bị công phá ầm vang một tiếng thật lớn, Huyền Kiếm Tông một chiếc cỡ lớn chiến thuyền oanh ra một đạo lôi. Quang hỏa pháo sau đó, ánh sáng phía trên dần dần liễm không có, ngay sau đó. Tòa kia phóng ra lôi quang hỏa pháo cực lớn, pháo đài hoàn toàn mờ đi, thế nào, vì cái gì không tiếp tục phóng ra? Trương Thành tinh thần cao độ khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện một chiếc chiến thuyền. Chỉ cần lại có một phát lôi quang hỏa pháo chiếc chiến thuyền kia liền có thể bị triệt để mà đánh nát lúc này hắn cũng không có phát giác sau lưng tòa kia cực lớn pháo đài tia sáng đã tắt tướng quân chúng ta không có linh thạch trương thành bên người một cái võ tướng ôm quyền khom người nói trương thành nghe vậy tâm lập tức trầm xuống không có linh thạch tại như thế khẩn yếu quan đầu thế mà không có linh thạch tin tức này đối với trương thành tới nói không thua gì sấm sét giữa trời quang chiến thuyền Trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra chính là linh thạch, không có linh thạch khu động. Chiến thuyền chớ nói oanh kích ra uy lực to lớn vô cùng lôi quang hỏa pháo. Liền tại trên bầu trời chạy đều không làm được. Không có linh thạch, bọn hắn cơ quan doanh trên cơ bản tương đương với phế đi, bất quá. Chuyện hỏng bét hoàn toàn không chỉ như thế. Chiếc này trên chiến thuyền tia sáng ảm đạm giống như một cái tín hiệu. Biểu thị tin tức xấu bắt đầu đồng dạng chiếc này trên chiến thuyền tia sáng một dập tát còn lại chiến thuyền cũng bắt đầu tiếp nhị liên tam ảm đạm xuống rõ ràng cũng là đã linh thạch hết sạch nhìn thấy một màn này trương thành một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc mặc dù huyền kiếm tông tại bao phủ tiếng thông gieo quốc thời điểm tích lũy tài sản to lớn tài nguyên nhưng mà tiếng thông gieo quốc dù sao chỉ là nhật nguyệt trai một cái trung đẳng nước phụ thuộc bọn hắn tại tiếng thông gieo quốc sở thu thập tài phú nhiều hơn nữa cũng không khả năng cùng U Lương quốc loại này huyết ảnh liên minh thượng đẳng nước phụ thuộc. Tài phú so sánh, tại giao chiến dòng dã sau 3 tháng, bọn hắn Huyền kiếm tông tài nguyên cuối cùng từ từ bắt đầu hao hết. Trương Thành trong lòng tràn đầy không cam lòng, nếu như bọn hắn tài nguyên cùng U Lương quốc một dạng nhiều mà nói, chưa hẳn liền không thể chiến thắng U Lương quốc. Dù cho đối phương vô luận là đại quân nhân số vẫn là chiến thuyền số lượng đều so Huyền kiếm tông muốn nhiều. Nhưng mà huyền kiếm tông dù sao chỉ là thượng thanh tông một cái nho nhỏ hạ đẳng nước phụ thuộc. Bên trong một cái bình thường tông môn chỗ quật khởi, dù cho phát triển lại nhanh. Tại chính thức nội tình phương diện, cùng những cái kia chân chính đại tông môn đại vương triều so sánh, vẫn là có chỗ không đủ. Chẳng lẽ liền muốn dạng này bại sao, Trương Thành nhìn xem trong bóng đêm bay tán loạn chiến hỏa, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng chán nản, bọn hắn thế nhưng là thật vất vả đi. Đến một bước này a à. tại ba tháng trước, hắn còn thông qua số lớn chiến công đổi một đạo tẩy tùy phạt cốt phù. Khiến cho tư chất của mình tăng lên trên diện rộng, vào lúc đó. Trương Thành chỉ cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp, nhưng mà vào hôm nay, đầy hết thảy đều kết thúc. Nhưng tại hạ một khác, Trương Thành liền đảo qua trên mặt sụt xác khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt mặc dù hết thảy vào hôm nay đều phải kết thúc nhưng mình chỉ ít có qua một đoạn như vậy đặc sắc nhân sinh cũng đủ rồi tất nhiên không có linh thạch vậy thì đi ra chiến thuyền chiến đấu a à? huyền kiếm tông quân đội nhưng không có lâm trận lùi bước người bất quá tại trương thành xuất lĩnh cơ quan doanh chiến sĩ vừa mới bay ra chiến thuyền thời điểm liền nghe được bạch y sở kiếm thu quát lạnh một tiếng lui về tự tìm cái chết sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu mặc dù cùng Sử Nguyên Khải tại kịch liệt mà chiến đấu, nhưng mà thần niệm lại tản mát ra, tùy thời chú ý chiến trường mỗi một chỗ tại nửa tháng trước. Bạch Y Sở Kiếm Thu liền biết Huyền Kiếm Tông tài nguyên không chống đỡ được quá lâu. Tại lúc đó, Bạch Y Sở Kiếm Thu có thể nói là chân chính lo lắng, chiến tranh đạt tới một bước. Này, bọn hắn đã là tiến thối lưỡng nan, tiếp tục đánh bọn hắn tài nguyên không đủ để trèo trống quá lâu, nếu như liền như vậy rút lui. U Lương Quốc đại quân ắt sẽ thừa thắng sông lên. Không có phòng ngự đại trận bảo hộ tại U Lương Quốc đại quân truy kích phía dưới. Huyền kiếm tông các đại quân doanh ắt sẽ tổn thất nặng nề, một màn này. Bạch y sở kiếm thu là vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Đang tại bạch y sở kiếm thu vô kế khả thi lúc 10 ngày trước. Bản tôn bỗng nhiên theo trong bí cảnh đi ra tại bản tôn theo trong bí cảnh đi ra ngoài một khắc này. Bạch y sở kiếm thu cùng bản tôn tâm niệm ở giữa lập tức lấy được liên thông. Bạch y sở kiếm thu lập tức liền biết bản tôn tại trong bí cảnh phát sinh mọi chuyện. Mà bản tôn tự nhiên cũng tại cùng một thời gian hiểu được trước mắt huyền kiếm tông tình. Huống, sau khi biết bản tôn tại trong bí cảnh tao ngộ. Bạch y sở kiếm thu một trái tim lập tức an định xuống, chỉ cần huyền kiếm tông chống được bàn. Tôn đến trận chiến tranh này Huyền Kiếm Tông cũng liền thắng. đang cùng bản tôn tâm niệm ở giữa bắt được liên lạc một sát na. bản tôn lĩnh ngộ đủ loại đạo cảnh giới bạch y sở kiếm thu tự nhiên cũng tại trong nháy mắt thu. được giống nhau lĩnh ngộ. lúc đó hắn đang lâm vào sử nguyên khải cùng vài tên thiên cương cảnh cường giả vi sát chi. chung chính là cực kỳ nguy hiểm thời điểm ngay ở một khắc đó. bạch y sở kiếm thu đột nhiên bộc phát ra liệt dương kiếm pháp đệ tam trọng hơn nữa tại trong kiếm khí kiên lượn lờ một cỗ vô cùng quỷ dị cô quạnh chân ý sử nguyên khải tại đánh bất ngờ phía dưới suýt nữa bị trọng thương mà cái kia vài tên tham dự vây giết thiên cương cảnh cường giả trong đó hai tên thì bị bạch y sở kiếm thu nhất cử đánh giết cũng chính bởi vì bạch y sở kiếm thu đột nhiên bộc phát kiếm đạo cảnh giới lúc này mới khiến cho hắn vượt qua ngay lúc đó cái kia một kiếp bằng không Tại 10 ngày trước, hắn liền có khả năng bị trọng thương. Một khi hắn bị trọng thương, Huyền kiếm tông bại cục liền đã định rồi. Lại không khả năng cứu vãn, bất quá khi đó Bạch Y Sở kiếm thu đột nhiên bộc phát ra kiếm đạo. Cảnh giới chỉ là hiểu cái kia nhất thời chi vây khốn mà thôi. Huyền kiếm tông thế cục vẫn như cũ nghiêm trọng vô cùng. Lúc này Bạch Y Sở kiếm thu như cũ đồng thời đối mặt với Sử Nguyên Khải cùng ba tên thiên cương cảnh cường giả vây công. Bạch y sở kiếm thu pháp quyết kết động ở giữa. Từng đóa từng đóa ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen trong hư không không ngừng sinh ra. Cùng giữa không trung vô số huyết sắc xiềng xích đụng vào nhau. Những thứ này ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen chẳng những phóng thích ra nhiệt độ kinh khủng. Hơn nữa trong đó còn lượn lờ một cỗ cổ quỷ dị cô quạnh chân ý. Bất quá cũng chính bởi vì có những thứ này cô quạnh chân ý tồn tại những ngọn lửa này hoa sen mới có thể cấp cho những cái kia huyết sắc xiềng xích tản mát ra. Huyết sát chi lực chống lại. Tại bạch y sở kiếm thu lĩnh ngộ ra cô quạnh chân ý phía trước. Những thứ này ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen cùng những cái kia huyết sắc khóa giao phong cũng. Là một mực ở hạ phong. Trường 704 tài nguyên kiệt quệ. Sử nguyên khải thu được huyết ảnh liên minh truyền thừa vô cùng lợi hại hắn đem môn này truyền thừa cùng tại trong thiên vũ động thiên đạt được truyền thừa kết hợp lại thậm chí có ẩn ẩn đè sở kiếm thu một con dấu hiệu nếu như bạch y sở kiếm thu cỗ này vô cấu phân thân không phải vô cấu tịnh liên biến thành thiên phú cực kỳ cường đại mà nói dưới tình huống thấp một cảnh giới còn thật sự chưa chắc sẽ là đối thủ của sử nguyên khải nhưng dù là như thế bạch y sở kiếm thu cũng chỉ bất quá cùng sử nguyên khải bất phân thắng bại mà thôi, tại sử nguyên khải cùng ba tên thiên cương cảnh cường giả giáp công phía dưới. Bạch y sở kiếm thu trèo trống đến 10 phần không dễ, siêu siêu siêu. Bạch y sở kiếm thu thần niệm điều khiển 25 thanh trường kiếm pháp bảo tổ hợp thành. Tiểu ngũ hành kiếm trận hướng một cái thiên cương cảnh cường giả đánh tới, nếu như có thể để cho. Hắn lại giết một cái thiên cương cảnh cường giả, tình cảnh của hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng mà sử nguyên khải lại cũng không để cho hắn tại nguyện. Tại những này trường kiếm pháp bảo sắp bay đến tên kia thiên cương cảnh trước mặt cường giả. Lúc sử nguyên khải thân hình lóe lên một thương oanh ra. Vô cùng cường đại thương kình đem những cái kia trường kiếm pháp bảo chấn vỡ hơn phân nửa. Bạch y sở kiếm thu nhịn không được một hồi đau lòng nhưng mà không có cách nào. Những trường kiếm này pháp bảo phẩm dai cao nhất cũng chỉ bất quá là tứ dai cực phẩm căn bản khó mà phát huy ra tiểu ngũ hành kiếm trận chân chính uy lực. Nếu là hắn có thể có 25 chuôi ngũ dài trường kiếm pháp bảo mà nói. Cục diện liền không phải như vậy, bất quá bạch y sở kiếm thu lần này mục đích vốn cũng không. Phải là vì khoảnh khắc thiên cương cảnh cường giả mà là phân tán sự chú ý của sử nguyên khải. Lúc sử nguyên khải xuất thủ cứu tên kia thiên cương cảnh cường giả. Bạch y sở kiếm thu nhất kiếm vung ra một đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng nhiệt độ liệt diễm kiếm khí vung ra. Thẳng đến sử nguyên khải. Sử nguyên khải lúc này thương kình đã già, chân nguyên khó mà quay lại. Mặc dù vẫn như cũ kịp thời hồi thương ngăn cản một chút đạo này liệt diễm kiếm khí oanh kích. Thế nhưng là bị đánh hướng phía sau bay thẳng ra hơn 10 dặm Khóe miệng máu tươi chậm rãi tràn ra. Bạch y sở kiếm thu thừa dịp cơ hội này hướng về phía trong đó một tên thiên cương cảnh cương. Giả điên cuồng tấn công, tên này Thiên Cương cảnh cường giả lập tức kinh hãi. Lấy một mình hắn chi lực có thể khó mà ngăn cản được Bạch Y Sở kiếm thu công kích. Khác hai tên Thiên Cương cảnh cường giả thấy thế, cũng liền bước lên phía trước cứu viện. Nhưng mà Bạch Y Sở kiếm thu đã quyết ý chặn đánh giết tên này Thiên Cương cảnh cường giả. Liều mạng bị hai gã khác Thiên Cương cảnh cường giả kích thương. Vẫn như cũ đối với tên kia Thiên Cương cảnh cường giả điên cuồng tấn công không thôi. Sử Nguyên Khải ở phía xa thấy thế, lập tức trên mặt biến sắc, biết lên Bạch Y Sở Kiếm Thu làm. Thân hình thoát một cái, vội vàng tiến lên cứu viện, bất quá tại hắn lần nữa chạy đến thời điểm. Vẫn là trễ điểm, tên kia Thiên Cương Cảnh cường giả đã bị Bạch Y Sở Kiếm Thu nhất kiếm oanh sát. Mà Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng bị còn lại hai tên Thiên Cương Cảnh cường giả ở trên người đánh ra. Hai cái lỗ lớn, máu tây nhuộm đỏ Bạch Y Sử Nguyên Khải sắc mặt khó coi vô cùng, một thương toàn lực oanh ra. Thương kình lập tức hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng bạch y sở kiếm thu nhào tới, hai gã khác thiên cương cảnh cường già cũng tại đồng thời. Hướng bạch y sở kiếm thu giáp công mà đến. Bạch y sở kiếm thu pháp quyết kết động. Vô số ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen ở xung quanh người lít nha lít nhít sinh ra. Ngăn cản được những thứ này vô cùng cường đại công kích nhưng mà sử nguyên khải thương kình biến thành huyết sắc cự mãng uy lực cực kỳ kinh người. Tại đầu này huyết sắc cự mãng tấn công phía dưới, những cái kia ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen nhao nhao phá diệt. Bất quá những thứ này ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen cũng hơi trì hoãn một chút đầu này huyết. Sắc cự mãng thế công để cho bạch y sở kiếm thu thu được cơ hội thở dốc. Bạch y sở kiếm thu trên thân bị cái kia hai tên thiên cương cảnh cường giả oanh kích ra vết thương kinh khủng tại vô thượng vũ thể cường đại năng lực khôi phục phía dưới cấp tốc khép lại bất quá hắn thương thế này tốc độ khôi phục đã còn kém rất rất xa trận chiến tranh này lúc bắt đầu dù sao trận chiến tranh này kéo dài lâu như vậy hắn cũng thụ vô số lần trọng thương khí huyết trên người chi lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt mà vô thượng vũ thể đối với thương thế khôi phục dựa vào chính là khí huyết chi lực bạch y sở kiếm thu lấy ra bôn lôi sáo trang hướng về kia đầu huyết sắc cự mãng bắn một tiễn mũi tên hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang hướng đầu kia huyết sắc cự mãng bôn tập mà đi tại trên đạo lưu quang này quấn quanh lấy lôi chi chân ý hỏa chi chân ý phong chi chân ý cùng cô quạnh chân ý ẩn chứa vô số loại sức mạnh mũi tên cùng cái kia huyết sắc cự mãng gặp nhau bộc phát ra một hồi nổ kinh thiên động từng vòng gợn sóng năng lượng nhấc lên một hồi cuồng bạo vô cùng khí lãng bao phủ phạm vi mấy chục dặm, bạch y sở kiếm thu sử dụng chỉ là thông thường bôn lôi sáu trang, mà không phải từ vũ tật lôi cung vận dụng từ vũ tật lôi cung giá quá lớn. trong loại chiến tranh này, hắn căn bản là không chịu được nổi vận dụng từ vũ tật lôi cung kết quả nếu là hắn đã mất đi chiến lực, dù cho đem sử nguyên khải dùng từ vũ tật lôi cung xử lý cũng đồng dạng không giải quyết được trước mắt huyền kiếm tông tình thế nguy hiểm bạch y sở kiếm thu tại bắn ra mũi tên kia sau đó cũng đã không có dư lực lại đi ngăn cản còn lại hai tên thiên cương cảnh cường giả công kích bất quá bởi vì có những cái kia ngọn lửa màu trắng xanh hoa sen ngăn cản để cho cái này hai tên thiên cương cảnh cường giả thế công hơi chậm một chút cái này khiến bạch y sở kiếm thu thu được gián tiếp chỗ trống bạch y sở kiếm thu thân hình lóe lên thì chuyển ra phong dực độn pháp từ hai tên thiên cương cảnh cường giả cường đại thế công phạm vi lẻn ra ngoài. Xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 dặm, bạch y sở kiếm thu bàn tay xòe ra. Lấy ra một sấp giày đan dược nuốt vào. Loại trình độ này chiến đấu đối với chân nguyên đã tiêu hao thật là là quá kịch liệt. Cho dù hắn thể nội chân nguyên hùng hậu vô cùng, cũng cấm không chỉ kịch liệt như vậy vô cùng tiêu hao. Tại chiến đấu trong lúc đó, hắn cũng tiêu hao vô số linh đan rượu dược bây giờ liền trên người hắn đan dược cũng không nhiều huyền kiếm tông thật là đã không sai biệt lắm đến cùng đồ mạt lộ trình độ sơn cùng thủy tận bạch y sở kiếm thu bên này tình thế mặc dù gian khổ nhưng mà vẫn còn có thể đủ miễn cưỡng trèo trống tả khưu văn thôi nhã vân trường tôn nguyên bạch tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân bên kia thế cục càng thêm nguy cấp đám người cơ hồ người người bản thân bị trọng thương đối mặt với năm tên thiên cương cảnh cường giả lấy thực lực của bọn hắn ngăn cản thật là quá mức miễn cưỡng chút phía trước còn có thể thông qua một chút linh phù tới miễn cưỡng chống lại nhưng là bây giờ những thứ này linh phù cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm bất quá dù cho thế cục khốn quẫn nhưng mà đám người nhưng cũng không có vẻ sợ hãi ngược lại đến cuối cùng cùng lắm thì chết chết trận xa trường cũng coi như là bị chết oanh oanh liệt liệt ba bốn năm qua có thể nói là Huyền kiếm tông huy hoàng nhất thời khác. Dù cho 500 năm trước Huyền kiếm tông tột cùng nhất thời điểm cũng xa xa không thể cùng bây giờ so sánh. Tả Khưu Văn trong lòng tràn đầy tự hào. Hắn không chỉ mình là Huyền kiếm tông kỳ trước đến nay cường đại nhất tông chủ. Huyền kiếm tông cũng tại dưới tay hắn đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Mặc dù Huyền kiếm tông cường đại cơ bản đều là sở kiếm thu mang tới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bản thân thưởng thức. Cả đời này hắn trên cơ bản đã coi như là không có cái gì tiếc nuối. Dù cho Huyền Kiếm Tông hôm nay bị diệt, đó cũng là ngã xuống thời khắc đỉnh cao nhất, mà không phải ngã xuống xi si sụp trên đường. Chương 705 mọi người tâm tư, Tả Khâu Văn duy nhất có chút tiếc nuối chính là không có nhìn thấy nữ nhi của mình xuất giá một. Ngày kia, Sở Kiếm Thu tiểu tử kia vô luận phương diện kia đều hảo. Chính là điểm này thật là là quá ghê tởm, nữ nhi của mình như thế xinh đẹp. Hắn làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu? Nếu như hắn sớm cùng Tả Khưu Thương trúc thành thân, chính mình đoán chừng đều có thể ôm ngoại tôn, cho dù hắn tại Lạc Chỉ Vân cùng Tả Khưu Thương. Chúc ở giữa khó mà lựa chọn, vậy thì đều cùng nhau cưới đi. Cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Giống Sở Kiếm Thu loại này nam nhân ưu tú, Tam thê tứ thiếp lại không quá bình thường, Tả Khưu Thương chúc hẳn là cũng sẽ không để ý cùng. Nàng sư tỷ cùng chung một chồng. Thôi Nhã Vân Tâm Thái cũng cùng Tả Khâu Văn không sai biệt lắm. Có thể nhìn xem Huyền Kiếm Tông phát triển đến nước này. Nàng cũng không tồn tại cái gì tiếc nuối. Hơn nữa có thể có Sở Kiếm Thu, Lạc Chỉ Vân cùng Tả Khưu Thương chúc ưu tú như vậy ba cái đồ đệ. Nhân sinh của nàng cũng coi như là viên mãn mặc dù cái này ba cái đồ đệ ở giữa cảm tình rối rắm cũng làm cho nàng thao nát tâm trường tôn nguyên bạch trong lòng nhưng là có mấy phần nho nhỏ tiếc nuối sau khi bạch y sở kiếm thu đột phá nguyên đan cảnh hắn liền sẽ không có thắng nổi hắn một hồi trưởng tôn nguyên trắng tâm nguyện lớn nhất chính là ở chính diện giao chiến bên trong chiến thắng bạch y sở kiếm thu một lần trừ cái đó ra hắn thật đúng là không có cái gì chưa hết nguyện vọng Tả Khưu thương chúc xa xa nhìn thoáng qua Bạch Y Sở kiếm thu. Hai con người trong suốt bên trong không khỏi thoáng qua một vòng u oán thần sắc tiểu sư đệ làm. Sao lại vẫn luôn không minh bạch tâm ý của nàng đâu? Tính toán, không rõ liền không rõ a, à, mặc dù không có thể cùng tiểu sư đệ kết thành đạo lữ, nhưng mà có thể chết cùng một chỗ, cũng coi như viên mãn, không biết tiểu sư đệ bản tôn có biết hay không tình huống nơi này nếu như biết làm sao lại không có tới đâu tính toán không đến vậy hảo ở đây hung hiểm như thế tiểu sư đệ bản tôn nếu như tới mà nói chỉ sợ cũng là sẽ chết tiểu sư đệ bản tôn không có tới cho dù hắn cỗ này phân thân chết tiểu sư đệ bản tôn chí ít vẫn là còn sống hy vọng tiểu sư đệ về sau có thể tìm được một cái có thể để cho hắn khai khiếu người yêu a à, tả khưu thương chúc suy nghĩ lung tung một hồi rất nhanh liền lại bị trước mắt chiến đấu kịch liệt kéo lại lạc chỉ vân nhưng là vẫn luôn là một bộ dáng vẻ thanh thanh đạm đạm tính tình của nàng luôn luôn thanh lãnh trong lòng cũng không có quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật mặc dù trong nội tâm nàng cũng rất ưa thích sở kiếm thu thế nhưng là sẽ không giống tả khưu thương chúc biểu hiện nóng như vậy liệt trong nội tâm nàng cũng chưa từng có suy nghĩ cùng sở kiếm thu kết làm đạo lữ chỉ cần có thể cùng sở kiếm thu cùng một chỗ này liền đã đủ rồi có thể biết mình người trong lòng là ở chỗ này mình có thể biết được tin tức của hắn còn có thể ngẫu nhiên gặp hắn một lần xem hắn âm dung tiếu mạo lạc chỉ vân liền đã vừa lòng thỏa ý trong lòng không tiếp tục nhiều khẩn cầu dù cho bây giờ đã gặp phải sống chết trước mắt lạc chỉ vân trong lòng vẫn không có gợn sóng quá lớn bởi vì bạch y sở kiếm thu ngay tại chỗ không xa, chỉ cần có hắn làm bạn. Chết cũng cũng không phải một chuyện đáng sợ dường nào. Đường Ngọc Sơn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cơ quan doanh linh thạch đã tiêu hao hết. Mà liền tại vừa mới, thần tiễn quân tất cả chạy lôi tiễn cũng đã tiêu hao sạch sẽ, không có chạy. Lôi tiễn thần tiễn quân vẫn là thần tiễn quân sao? Mặc dù thần tiễn quân tất cả võ giả đã toàn bộ tấn thăng hóa hải cảnh liên hợp lại cũng có thể phát huy ra không ít chiến lực bọn hắn cũng còn có dự bị chiến trận. Nhưng mà dù sao xa xa không thể cùng thất sát lưu quang tiễn trận so sánh. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, không có chạy lôi tiễn. Bọn hắn cũng chỉ có thể dùng cái kia dự bị chiến trận cận thân đánh sáp lá cà. Bất quá ngay tại đường Ngọc Sơn liền muốn hạ lệnh để cho thần tiễn quân biến trận. Xông lên cùng quân địch cận thân lúc đang chém giết. Đường Ngọc Sơn lại thu đến Bạch Y Sở kiếm thu thần niệm truyền đến mệnh lệnh. Tất cả đại quân toàn bộ rút về trận Pháp trong pháo đài. Đường Ngọc Sơn thu đến mệnh lệnh này lập tức không khỏi sững sờ. Tất cả đại quân rút về đến trận Pháp trong pháo đài nếu như không có ngay mặt chiến đấu. Tùy ý quân địch oanh kích trận Pháp thành lũy mà nói, dù cho trận Pháp thành lũy lại cường đại. Lại có thể trèo chống được bao lâu? Bất quá đường Ngọc Sơn mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có chống lại bạch y sở kiếm thu mệnh lệnh tại trong chiến bộ coi trọng nhất chính là quân lệnh như núi kỷ luật nghiêm minh phục tùng mệnh lệnh mới là thiên chức của quân nhân đường ngọc sơn mặc dù trên danh nghĩa là huyền kiếm tông các đại quân danh thống soái tối cao nhưng mà huyền kiếm tông các đại quân danh thống soái tối cao trên thực tế lại là sở kiếm thu trên chiến trường bạch y sở kiếm thu tùy thời có thể đem đường ngọc sơn quyền chỉ huy tiếp trưởng tới Đối với điểm này, Đường Ngọc Sơn cũng chưa từng có dị nghị, Huyền Kiếm Tông các đại quân doanh. Trên thực tế nguyên bản là Bạch Y Sở Kiếm Thu một tay thiết lập. Hơn nữa Đường Ngọc Sơn chiến tướng thiên phú tuy cao, nhưng mà hắn tự hỏi so với Bạch Y Sở Kiếm Thu tới, vẫn là kém xa tít tắp. Cho nên đối với Bạch Y Sở Kiếm Thu mệnh lệnh, Đường Ngọc Sơn cũng chưa từng có chống lại qua, thế là tại Bạch Y Sở Kiếm Thu mệnh lệnh phía dưới huyền kiếm tông tất cả đại quân toàn bộ lui về về tới riêng phần mình trận pháp trong pháo đài tả khâu văn thôi nhã vân mấy người cũng tiếp thu được bạch y sở kiếm thu thần niệm để cho bọn hắn trở về trận pháp trong pháo đài tả khâu văn bọn người mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng là vẫn nghe theo bạch y sở kiếm thu phân phó sử dụng tiểu na di đạo phù thoát khỏi cái kia năm tên thiên cương cảnh cường giả dây dưa na di trở lại trận pháp trong pháo đài trên bầu trời đêm chỉ có bạch y sở kiếm thu một người còn tại tự mình chiến đấu những người khác đã toàn bộ trở về trận pháp trong pháo đài vạn trong thành đá tần diệu yên nhìn xa xa phương xa trên bầu trời truyền lại tới động tĩnh khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc ba tháng trước vì để cho luyện chế đan dược mau chóng đưa đến trên tiền tuyến tần diệu yên đem toàn bộ đan phường đều đem đến vạn trong thành đá ba tháng này đến nay, nàng dẫn theo đan phường tất cả luyện đan sư hết ngày dài lại đêm thâu mà. Luyện chế đủ loại đan dược nhưng theo thời gian trôi qua. Trong nội tâm nàng sầu lo lại càng thêm dày đặc. Bởi vì luyện chế đan dược thiên tài địa bảo đã dần dần tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại một canh giờ phía trước, liền sau cùng một gốc linh dược đều đã đầu nhập trong lò luyện đan. Mặc dù Tần Diệu Yên rất muốn đi tiền tuyến tham chiến, nhưng mà trước đây bạch y sở kiếm thu ra nghiêm lệnh, không cho phép nàng đi tới tiền tuyến. Bằng không, sẽ đem nàng trực tiếp chạy về đại càn vương triều huyền kiếm thành. Lý do rất đơn giản, thực lực của nàng quá yếu. Đi tới tiền tuyến chỉ là chịu chết, bây giờ cảnh giới của nàng tu vi liền tả khưu thương chúc. Cùng lạc chỉ vân hai tên hậu bối đều còn kém rất rất xa. Liền bạch y sở kiếm thu cái kia tiểu đệ tử cửa nam phi xương cũng đã gần muốn vượt qua nàng. Tần Diệu Yên trong lòng cũng rất ủy khuất, nàng gần nhất cái này một. Hai năm đã rất cố gắng tu luyện, tu vi tiến bộ cũng không tính chậm. Nhưng mà vô luận là tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân, vẫn là cửa nam phi xương. Tốc độ tu luyện đều quá mức biến thái, tu vi tiến triển nhanh. Vẫn là xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Bất quá tần diệu yên trong lòng dù cho lại ủy khuất. Nhưng cũng không dám chống lại Bạch Y Sở Kiếm Thu mệnh lệnh, Bạch Y Sở Kiếm Thu từ trước đến nay. Là nói đến làm đến, nếu như nàng thực có can đảm tự tiện đi tới tiền tuyến mà nói. Bạch Y Sở Kiếm Thu thực sẽ đem nàng chạy về Huyền Kiếm Thành. Chương 706 nổi điên cốc lương hoàng. Tại bây giờ trong loại cục diện này, Tần Diệu Yên cũng không muốn tự mình trở về Huyền Kiếm Thành. Kỳ thực Bạch Y Sở Kiếm Thu để cho nàng ở tại Huyền Kiếm trong thành còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là giữ vững cửa Nam Phi Xương cùng Đường Ngưng Tâm hai cái này tiểu nha đầu. Phòng ngừa hai người bọn họ tại loại này trước mắt phía dưới làm loạn. Kỳ thực cửa Nam Phi Xương thực lực bây giờ đã không tại phía dưới Tần Diệu Yên. Tần Diệu Yên có thể trấn trụ nàng. Kỳ thật vẫn là trong thân phận trấn nhiếp, dù sao Tần Diệu Yên vô luận như thế nào nói. Về mặt thân phận cũng là cửa Nam Phi Xương sư thúc tổ. Hơn nữa đường ngưng tâm nha đầu điên kia ngoại trừ bạch y sở kiếm thu. Cũng chỉ có sư phụ nàng Tần Diệu Yên có thể quản được nàng. Vạn Thạch Thành là huyền kiếm tông tại tiếng thông gieo quốc trung tâm căn cứ địa. Bây giờ cơ hồ tất cả sức mạnh cũng đã bị điều đi tiền tuyến, Tần Diệu Yên lưu lại. Cũng có chấn thủ Vạn Thạch Thành ý tứ, để phòng ngừa xảy ra bất chắc. Vì chấn thủ Vạn Thạch Thành, Bạch Y sở kiếm thu đem cửa Nam Lãng cũng lưu lại, cửa Nam Lãng tại bạch y sở kiếm thu chỉ đạo phía dưới tu luyện thực lực bây giờ cũng không yếu. Cửa nam lãng bây giờ đã là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi. Tăng thêm hắn trời sinh thần lực cùng với tu luyện công pháp. Nguyên đan cảnh bên trong có thể nói không có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn, có hắn. Chấn thủ vạn thạch thành, bạch y sở kiếm thu còn có thể yên tâm không thiếu. Kỳ thực cửa nam lãng trong lòng càng nghĩ tới hơn vẫn là đi đến tiền tuyến giao chiến. Dù sao lấy hắn trời sinh thần lực thiên phú, dùng để xông pha chiến đấu lại là phù hợp bất quá. Nhưng mà hắn lại không dám chống lại bạch y sở kiếm thu mệnh lệnh. Tất nhiên bạch y sở kiếm thu để cho hắn chấn thủ vạn thạch thành. Hắn cũng chỉ đành nghe theo mệnh lệnh. Tần Diệu Yên đứng tại trên đầu thành vạn thạch thành, xa xa nhìn ra xa tiền tuyến phương hướng. Mặc dù ở đây cũng không thể trông thấy ở ngoài xa mấy vạn dặm chiến trường nhưng mà tần diệu yên vẫn là không nhịn được mỗi ngày đều đi tới nơi này nhìn ra xa một hồi hy vọng ở đâu một ngày đột nhiên liền gặp được bạch y sở kiếm thu mang theo đại quân chiến thắng trở về đang tại nàng nhìn về phương xa lúc bỗng nhiên nhìn thấy vạn thạch thành phía nam núi rừng bên trong một chi trên vạn người đại quân lặng lẽ hướng vạn thạch thành bên này tới gần tần diệu yên tại nhìn thấy chi này trên vạn người đại quân lúc trong lòng chợt cả kinh ở đây tại sao đột nhiên bốc lên như thế một chi đại quân? Tần Diệu Yên lập tức hướng Vạn Thạch Thành Quân coi giữ phát ra cảnh báo. Nghe được cảnh báo sau đó, thân đồ phi xiết cùng Cửa Nam lãng lập tức chạy tới, nhìn thấy chi kia cấp tốc ép tới gần trên vạn người đại quân sau đó, Cửa Nam lãng cùng thân đồ phi xiết lập tức biến sắc. Huyền Kiếm Tông đóng tại Vạn Thạch Thành Quân coi giữ chỉ có một ngàn tên thần tiễn quân nếu như cái này xuất hiện chi này trên vạn người đại quân là U Lương quốc quân đội mà nói. Như vậy bọn hắn vạn thạch thành nhưng là có chút nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn có chút nhớ không rõ nếu như nhánh đại quân này là U Lương quốc quân đội. Là thế nào vòng qua tiền tiến tuyến xuất hiện ở nơi này? Đợi đến chi kia đại quân sau khi đến gần. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ nhánh đại quân này nguyên lai cũng không phải U Lương quốc quân. Đội mà là tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân. Nhìn thấy nguyên lai chỉ là tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân sau đó. Đám người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân là mọi người đều biết giấy quân đội. Mặc dù nhân số đạt đến trên vạn người là vạn thạch thành thần tiễn quân đóng quân nhiều gấp 10. Nhưng mà đối mặt loại này giấy rán quân đội, tất cả mọi người vẫn là có lòng tin giữ vững vạn thạch thành nhưng mà đám người cũng không có bởi vậy phớt lờ. Dù sao tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh sớm đã bị huyền kiếm tông đánh sợ. Làm sao còn lại phái đại quân tới gần vạn thạch thành. Đây không thể nghi ngờ là đối với huyền kiếm tông khiêu khích. tiến thông gieo quốc tông phái liên minh lúc nào có lá gan này. Đợi đến mọi người thấy rõ sở đứng ở đó nhánh đại quân phía trước một cái thanh niên dung mạo. Thời điểm, trong lòng mọi người lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận cốc. Lương Hoàng, ngươi làm cái gì vậy, ngươi điên rồi sao? Tần Diệu Yên tức giận đối với tên thanh niên kia nghiêm nghị quát lên, thì ra tên này đứng ở nơi. Này chi tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân người phía trước chính là huyền kiếm. Tông đệ tử Cốc Lương Hoàng. Nghe được Tần Diệu Yên tiếng này gầm thét. Cốc Lương Hoàng trên mặt lập tức lộ ra giữ tợn vặn vẹo nụ cười. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng tiếu, ha ha ha, ta điên rồi, không tệ, ta là điên rồi thế nhưng cũng là bị các ngươi bước cho bị điên. Huyền kiếm tông không xử bạc với ngươi, ngươi bị điên phản bội Huyền kiếm tông. Lại còn nói ra bực này mặt dày vô sỉ lời nói tới. Ngươi thật đúng là liền nửa điểm khuôn mặt đều không cần a, à, Tần Diệu Yên lạnh lùng thốt. Huyền kiếm tông đối với ta không tệ. Ha ha ha, cái này đúng thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Cốc Lương Hoàng trên mặt cơ bắp không ngừng vặn vẹo, điên cuồng mà cười to nói, nghĩ tới ta đường đường huyền kiếm thập kiệt đứng đầu, huyền kiếm tông tư chất tốt nhất đệ tử. Bây giờ trở thành cái gì, trở thành tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử bên trong cơ hồ hạng chót. Tồn tại, đây chính là cái gọi là huyền kiếm tông đối với ta không tệ. Liền hắn loại này sâu kiến, cốc lương hoàng chỉ vào thân đồ phi xiết vô cùng phẫn nộ nói, liền. Hắn loại này nguyên bản đê tiện vô cùng sâu kiến, bây giờ cảnh giới tu vi đều vượt qua ta đây chính là cái gọi là huyền kiếm tông đối với ta không tệ cốc lương hoàng tựa hồ muốn đem những năm này chỗ đè nén lửa giận cùng hận ý toàn bộ bạo phát đi ra giống như điên cuồng giống như điên rồ đồng dạng chỉ thiên mắng đĩa mấy năm qua này ta chiếm được huyền kiếm tông chỗ tốt gì đan dược hay không tới phiên ta công pháp hay võ kỹ không tới phiên ta tẩy tủy phạt cốt phù cũng không có phần của ta mấy năm này lão tử sống được chẳng bằng con chó hoàn huyền kiếm tông đối với ta không tệ cốc lương hoàng tức giận hét lớn tần diệu yên lạnh lùng nhìn xem cốc lương hoàng chờ hắn phát xong điên lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói ngươi những năm này không vì huyền kiếm tông làm ra nửa điểm cống hiến dựa vào cái gì thu được huyền kiếm tông tài nguyên bây giờ huyền kiếm tông quy định lại là công bằng bất quá hết thảy bằng công lao cống hiến nói chuyện nếu như chiến công hiển hách. Dù cho chỉ là một cái lại không đáng kể tiểu tốt, cũng tương tự có thể thu được thượng đẳng nhất tài nguyên. Người liền nửa điểm cũng không muốn vì huyền kiếm tông trả giá, liền nghĩ không làm mà hưởng. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thiên hoàng lão tử sao? Tất cả mọi người đều muốn cúng bái ngươi. Ngay cả ta muốn đạt được tài nguyên đều cần cầm điểm cống hiến tới hối đoái ngươi lại dựa vào cái gì được hưởng đặc quyền lại nói dù cho ngươi những năm này không có vì huyền kiếm tông làm ra nửa điểm cống hiến nhưng mà ngươi xem như thân truyền đệ tử mỗi tháng được hưởng tài nguyên phân ngạch cũng một phần không giữ mà cung cấp cho ngươi bằng không chỉ bằng ngươi cái kia cái gọi là tốt nhất tư chất chẳng lẽ có thể tại ngắn ngủi này trong thời gian mấy năm tấn thăng làm nguyên đan cảnh tứ trọng võ giả huyền kiếm tông đối với ngươi hậu đãi như thế ngươi lại nửa phần ân tình đều không cảm giác ngược lại cho rằng huyền kiếm tông bạc đãi ngươi cốc lương hoàng lương tâm của ngươi có phải hay không bị cầu ăn bất quá loại người như ngươi đoán chừng cũng không có lương tâm gì có thể nói đoán chừng trái tim kia đen lập tức cầu cũng không nguyện ý ăn tần diệu yên nhìn chằm chằm cốc lương hoàng âm thanh vô cùng lạnh lẽo nói cốc lương hoàng nghe được lời nói này khuôn mặt lập tức trướng đến một mảnh đỏ bừng ở dưới con mắt mọi người bị tần diệu yên như này rũa cho một trận hắn chẳng những không có tỉnh lại tự thân sai lầm ngược lại đối với tần diệu yên hận đến sâu hơn chương bảy linh bảy nổi điên cốc lương hoàng gái điếm thúi đừng một bộ đường hoàng đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng Người cho rằng ta không biết ngươi cùng cái kia cầu tạp chủng hoạt động cốc lương hoàng hai mắt đỏ bừng hung hăng nhìn trăm trăm tần diệu yên người sở dĩ như thế giữ gìn cái kia chó con không phải liền là bởi vì hắn là ngươi gian phu đừng tưởng rằng các ngươi lấy luyện đan danh nghĩa cả ngày tại phòng luyện đan bên trong pha trộn người khác cũng không biết các ngươi ở bên trong làm gì không biết xấu hổ tiện nhân sư đồ hai người luân phiên ra trận phục thị cái kia chó con không phải liền là muốn đạt được sủng hạnh của hắn nhận được nhiều tư nguyên hơn còn có mặt mũi ở đây chỉ trích lão tử ta nhổ vào cốc lương hoàng hai mắt đỏ bừng. Khuôn mặt vặn vẹo mà nổi giận mắng, tần diệu yên nghe được cốc lương hoàng lời nói này. Lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như nàng thật cùng sở kiếm thu xảy ra chuyện gì thì cũng thôi đi. Nhưng mà nàng và sở kiếm thu ở giữa thanh bạch cũng không chuyện cầu thả. Há có thể chịu bực này oan khuất người đừng muốn ngậm máu phun người tần. Diệu yên duỗi ra ngón tay, run dày chỉ vào cốc lương hoàng run giọng quát lên ngậm máu phun người ha 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 gái điếm thúi như thế nào bị ta nói chúng bây giờ thẹn quá thành giận cốc lương hoàng cười như điên nói gái điếm thúi đợi lát nữa bắt được các ngươi lão tử muốn hung hăng làm chết các ngươi sư đồ cốc lương hoàng nói lại quay đầu hướng bên cạnh tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh chiến tướng thủ lĩnh hoa vĩnh nói hoa tướng quân đợi lát nữa thành phá thời điểm ta cái gì cũng không cần, chỉ cần đem các nàng hai sư đồ giao cho ta liền tốt, dễ nói dễ nói. Hoa Vĩnh cười híp mắt nói, lần này xuất binh vạn thạch thành cũng là bởi vì cốc lương hoàng cung. Cấp tình báo, cho nên thỏa mãn một chút yêu cầu của hắn ngược lại cũng không phải một kiện ghê. Gớm sự tình, chính là bởi vì cốc lương hoàng đem huyền kiếm tông trước mắt quân lực bố trí cung cấp cho. Tiến thông gieo quốc tông phái liên minh để cho tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh biết trước mắt huyền kiếm tông tiên tuyến căng. Thẳng, hậu phương phòng thủ hư không, bọn hắn cái này mới dám xuất binh vạn thạch thành. Bằng không, coi như cho bọn hắn tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh 100 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám tiến công vạn thạch thành. Dù cho có cốc lương hoàng cung cấp tình báo. Tiếng thông gieo quốc tông phái trong liên minh những cái kia thiên cương cảnh lão bất tử cũng đều còn tại lo lắng trọng trọng không dám ra tay cuối cùng vẫn là hoa vĩnh quyết định đụng một cái hao tốn thật là lớn công phu mới đem những lão bất tử kia cho thuyết phục từ đó đồng ý xuất binh bất quá dù cho những lão bất tử kia đồng ý xuất binh nhưng mà bọn hắn lại không chịu tự mình ra tay hơn nữa còn nói nếu như một khi binh bại hết thảy kết quả từ hắn hoa vĩnh một người gánh chịu đến lúc đó không nên trách bọn hắn đem hắn đẩy ra làm dê thế tội dùng cái này lắng lại huyền kiếm tông lửa giận đối với chuyện này hoa vĩnh tự nhiên một lời đáp ứng làm đại sự nơi nào sẽ không có nguy hiểm nếu như một phiếu này làm thành hắn hoa vĩnh tại tiếng thông gieo quốc tông phái trong liên minh địa vị sẽ tăng lên cực lớn hơn nữa huyền kiếm tông giàu đến chảy mỡ nếu như công phá huyền kiếm tông căn cứ mà vạn thạch thành đủ khả năng lấy được tài phú sẽ khó có thể tưởng tượng. Bằng vào những cái kia lượng lớn tài nguyên, có lẽ cảnh giới của hắn Tu Vi có thể tiến thêm một bước. Thậm chí đột phá thiên cương cảnh cũng không phải là không thể được sự tính. Bởi vì tư chất cùng tài nguyên tu luyện có hạn, Hoa Vĩnh đã dừng bước tại nguyên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong rất nhiều năm. Hắn mặc dù là tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đệ nhất chiến tướng nhưng mà thực lực bản thân tại tiếng thông gieo quốc tông phái trong liên minh lại cũng không tính toán đứng đầu nhất nhóm người kia nếu như hắn có thể đột phá thiên cương cảnh lại thêm hắn chiến tướng thân phận đến lúc đó nói không chừng toàn bộ tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đều phải rơi vào trong lòng bàn tay của hắn hoa vĩnh dã tâm từ trước đến nay không nhỏ chỉ có điều bị giới hạn thực lực bản thân không thể thực hiện chính mình khát vọng mà thôi, bây giờ có như thế một cái cực lớn kỳ ngộ đưa. Tới cửa, hắn lại há có thể buông tha. Hoa Vĩnh nhìn lướt qua đứng tại trên đầu tường kia đối sư đồ. Trong lòng không khỏi có mấy phần đáng tiếc, đây thật là một đôi cực phẩm nhân gian. Nếu như có thể thu vào trong trứng của mình, cái này sẽ là một kiện cỡ nào mỹ hảo nhân gian chuyện vui. Chỉ có điều chính mình tất nhiên đáp ứng Cốc Lương Hoàng. Tự nhiên cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, dù sao hắn còn nghĩ mua chuộc nhân tâm. Bà Cốc Lương Hoàng thu về dưới trướng coi như một thành viên tướng tài đâu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật định đem Cốc Lương Hoàng coi như tâm phúc tới dùng. Dù sao có thể phản bội chính mình người của sư môn, dùng cũng sẽ không yên tâm. Nói không chừng ngày nào hắn liền lại phản bội chính mình. Chỉ có điều Cốc Lương Hoàng bây giờ chính là một con chó điên, đem hắn thu về dưới trướng. Đến lúc đó để cho hắn đi cắn cắn người vẫn là có thể. Dạng này có thể làm cho hắn đi xử lý một chút chính mình không tiện đứng ra việc làm. Đợi đến không có giá trị lợi dụng, một đau nữa chặt. Đến lúc đó cái kia hai cái mỹ nhân còn không phải như cũ sẽ rơi vào trong tay của mình, tần diệu. Yên nghe được cốc lương hoàng lời nói kia. Lập tức không khỏi tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì muốn té xỉu đường ngưng lòng đang một bên đỡ lấy sư phụ của mình nói sư phụ người để ý tới hắn những cái kia lời nói làm gì hắn hiện tại cũng đã tăng tâm bệnh cuồng chính là một con chó điên bắt lấy một người liền sẽ cắn loạn sủa loạn người thật đúng là coi lời của hắn là thật tần diệu yên nghe vậy lập tức chừng đường ngưng tâm một mắt căm tức nói còn không phải ngươi bình thường hồ ngôn loạn ngữ gây họa nói không chính xác người khác thật đúng là cho rằng như vậy hai chúng ta sư đồ làm ra loại sự tình này đâu đường ngưng tâm lập tức cười hì hì nói cho rằng liền cho rằng thôi cũng không phải chuyện ghê gớm gì nếu như sở kiếm thu cùng sư phụ đều chịu mà nói ta ngược lại thật ra không ngại chỉ có điều về sau ta liền không thể gọi ngươi sư phụ phải gọi tỷ tỷ ngươi tần diệu yên nghe vậy lập tức giận dữ hung hăng một cái hạt rẻ đập vào trên đầu của đường ngưng tâm, phẫn nộ quát, ngươi. Nói cái gì ăn nói khùng điên, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đường ngưng tâm ôm đầu, ủy khuất ba ba nhìn xem tần diệu yên nói, sư phụ. Ta nói chính là lời thật lòng a à, chẳng lẽ sư phụ không thích sở kiếm thu sao? Lúc này cửa nam phi xương ở một bên giật giật đường ngưng tâm góc áo, lo lắng nói, đường tỉ tỉ nếu thật là nói như vậy về sau ta muốn làm sao gọi ngươi a à, phải gọi ngươi đường sư mẫu sao nàng lại ngẩng đầu nhìn một mắt tần diệu yên do dự nửa ngày nói tần sư thúc tổ về sau ta có phải hay không phải gọi sư mẫu của ngươi tần diệu yên nghe được hai cái này tiểu nha đầu nói đến càng ngày càng là thái quá trong lòng vừa tức vừa buồn bực lên tiếng quát lớn đừng suốt ngày lẽo đẽo theo đường ngưng tâm học những thứ này ăn nói khùng điên cẩn thận sư phụ ngươi sau khi trở về đánh ngươi. Nếu thật phát sinh chuyện như vậy, chính mình đôi thầy trò này thật đúng là không biết sẽ bị người khác như thế nào chê cười. Đâu, hai cái này tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, lời gì cũng dám nói được. Xem ra sau này phải thật tốt giáo dục một phen hai cái này tiểu nha đầu mới được. Nhất là đường ngưng tâm, đầy trong đầu trang cũng là đồ vật gì. Tần Diệu Yên lúc này trong lòng đối với Sở Kiếm Thu không khỏi một hồi nổi nóng. Nàng đem cái này tiểu đệ tử giao cho hắn đến quản giáo, liền dạy ra như thế cái bộ dáng. Hoàn toàn cũng bị hắn cho làm hư. Cửa Nam Phi Sương nghe được Tần Diệu Yên nhắc lên Sở Kiếm Thu, lập tức cũng sẽ không dám lại mở lời, nàng cũng không phải sợ sư phụ đánh nàng, chỉ là sợ gây sư phụ không vui. Chương 708 công thành bất quá bị hai cái này tiểu nha đầu một hồi hung hăng càn quấy. Tần Diệu Yên trong lòng tức ngã là tiêu tan không thiếu, đường Ngưng Tâm thuyết phải không tệ. Cốc Lương Hoàng bây giờ đã tăng tâm bệnh cuồng, giống một cái như chó điên bắt người liền cắn. Không cần thiết đi chấp nhặt với hắn. Nghe được đường Ngưng Tâm lời nói sau đó, Cốc Lương Hoàng càng là nộ phát như điên. Đối với Sở Kiếm Thu ghen ghét sâu hơn, kể từ Sở Kiếm Thu đi tới Huyền Kiếm Tông sau đó, Cơ hồ cướp đi hắn tất cả mọi thứ. Cướp đi địa vị của hắn, cướp đi hắn tài nguyên, còn cướp đi nữ nhân của hắn. Trong lòng của hắn sớm đã hận không thể sở kiếm thu đi chết. Nhưng làm sao sở kiếm thu thực lực quá mạnh? Toàn bộ huyền kiếm tông căn bản là tìm không ra so sở kiếm thu người mạnh hơn. Cốc lương hoàng dù cho muốn báo thù, cũng không có thể ra sức. Hắn tự nhiên không dám tự mình cùng sở kiếm thu cứng rắn. Tại từ thiên vũ động thiên sau khi đi ra, hắn liền đã không phải sở kiếm thu đối thủ. Càng về sau tuế nguyệt, hắn cùng với sở kiếm thu tranh lệch kéo đến càng lớn. Cho tới bây giờ, hắn liền sở kiếm thu bóng lưng cũng đã không thấy được. Lại nơi nào có lòng can đảm dám trực tiếp cùng sở kiếm thu đối nghịch nhưng mà trời xanh không? Phụ khổ tâm nhân, lần này cuối cùng để cho hắn trở đến nơi này cái cơ hội ngàn năm một thờ cho dù hắn không dám trực tiếp tìm sở kiếm thu trả thù nhưng mà cũng muốn hủy sở kiếm thu một tay tạo dựng lên cơ nghiệp hủy sở kiếm thu nữ nhân để cho sở kiếm thu nếm được cái này khắc cốt minh tâm thống khổ hoa tướng quân còn chờ cái gì nhanh chóng công thành a à. cốc lương hoàng điên cuồng kêu lên hoa vĩnh nghe vậy lập tức không khỏi nhíu mày một cái đầu lúc nào công thành hắn tự có chừng mực Nơi nào đến phiên cốc lương hoàng đến đúng hắn khoa tay múa chân. Đầu này chó dại xem ra là hoàn toàn điên rồi. Nếu như đầu này chó dại đã điên đến không biết phân tắc mà nói. Hắn không ngại đợi đến thành phá sau đó trực tiếp đem hắn cho chém, cứ như vậy. Cái kia một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân cũng không cần cho cốc lương hoàng làm hại. Trực tiếp liền có thể thu vào trong trướng của mình. Bất quá hoa vĩnh cũng không có do dự quá lâu trực tiếp liền hạ lệnh công thành, lần này hắn mang tới cái này một vạn đại quân cũng là tiếng. Thông gieo quốc tông phái quân đội liên minh bên trong tinh nhuệ. Đối với đánh hạ vạn thạch thành, Hoa Vĩnh là lòng tin mười phần. Mặc dù huyền kiếm tông đại quân chiến lực phi thường cường hãn. Nhưng hắn cũng không tin lấy cái này gấp 10 tinh nhuệ đại quân còn bắt không được đối phương. Cái này khu khu một ngàn thủ thành quân. Hơn nữa đối phương đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ đều không có ở đây trung vạn thạch thành này cảnh giới cao nhất chính là cái kia gọi là tần diệu yên đại mỹ nhân. Cũng chỉ bất quá là nguyên đan cảnh lục trọng tu vi. Xa xa không cách nào cùng cảnh giới của hắn so sánh. Sau khi hoa vĩnh hạ lệnh công thành, tần diệu yên đám người cũng không có ngồi chờ chết. Mặc dù vạn thạch thành phòng ngự đại trận kiên cố vô cùng. Nhưng là bây giờ huyền kiếm tông tài nguyên hao hết. Không có bao nhiêu linh thạch tới ủng hộ phòng ngự đại trận mở ra bọn hắn bây giờ là căn cứ có thể tiết kiệm một phần tính toán một phần tâm tư thân đồ phi siết lập tức hạ lệnh đóng giữ thần tiễn quân phản kích tại thân đồ phi siết ra lệnh một tiếng đóng giữ tường thành thần tiễn quân lập tức bày trận tạo thành thất sát lưu quang tiễn trận bắt đầu bày ra phản kích hơn ngàn đạo lưu quang tạo thành mũi tên dòng lũ đánh vào tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh trong đại quân ầm vang một tiếng vang dội đánh phá tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân chỗ chống lên phòng ngự quang cháo tại đối phương quân sự trung ương nổ tung lập tức tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh trong đại quân một hồi gà bay chó chạy vô số chân cụt tay đứt bay tứ tung chỉ là một đợt công kích liền thu hoạch đi đối phương hơn ngàn cái tính mạng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân lập tức một hồi khủng hoảng vô số người tại bốn phía tán loạn ẩn ẩn liền có bị bại dấu hiệu huyền kiếm tông đại quân chiến lực thực sự quá mạnh mẽ. Kỳ thực tại rất lâu phía trước bọn hắn liền đã bị huyền kiếm tông đại quân giết bể mật. Nhất là huyền kiếm tông trung thần tiễn quân. Bọn hắn trên thực tế là không có bao nhiêu dũng khí tới đối mặt thần tiễn quân. Dù là đối phương chỉ có chỉ là một ngàn quân coi giữ. Nhưng mà tại Hoa Vĩnh bức bách phía dưới. Bọn hắn lại không thể không đến. Bây giờ nhìn thấy thần tiễn quân chiến lực vẫn là hoàn toàn như trước đây cường hãn trong lòng bọn họ đã sợ hãi vội cái gì bọn hắn không có nhiều mùi tên không có tiễn thần tiễn quân còn sợ cái chim hoa vĩnh quát lớn đối với huyền kiếm tông tình huống hoa vĩnh từ cốc lương hoàng nơi đó hiểu nhất thanh nhị sở cũng là bởi vì đối với mấy cái này tình huống hiểu rõ ràng hoa vĩnh mới dám can đảm xuất quân đến đây nghe được hoa vĩnh lời này tần diệu yên đám người nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi cốc lương hoàng tên phản đồ này xem ra là đem huyền kiếm tông trước mắt nội tình nói thẳng ra cho dù là không có tiễn thần tiễn quân cũng không phải các ngươi loại này gà đất chó sành có khả năng chống lại thân đồ phi siết quát lên vì tiết kiệm mũi tên thân đồ phi siết chỉ huy thần tiễn quân cùng đối phương đại quân không ngừng chào hỏi mỗi một lần xuất kích đều tranh thủ đạt đến lớn nhất sát thương hiệu quả tranh thủ không lãng phí một mũi tên trong tay hoa vĩnh trường kích bãi xuống hướng về thần tiễn quân liều chết xung phong tới lấy thực lực của hắn ở đây đem không ai cản nổi cửa nam lãng thấy thế mang theo hai cái đại trùy hướng về hoa vĩnh nghênh đón tiếp lấy hoa vĩnh cười lạnh một tiếng chỉ là nguyên đan cảnh ngũ trọng sâu kiến cũng dám cùng mình giao đấu quả thực là tự tìm cái chết hoa vĩnh toàn lực một kích hướng nam môn lãng oanh ra muốn một cái đối mặt liền đánh chết cửa nam lãng lấy đưa đến trấn nhiếp hiệu quả tan dã tinh thần của đối phương. Cửa Nam lãng trong tay đại trùy vung lên, hướng về Hoa Vĩnh kích bên trên nghênh đón, hắn cũng không am hiểu thân pháp. Cùng người giao đấu từ trước đến nay liền quen thuộc chính diện cứng rắn. Hoa Vĩnh thấy thế, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ chê cười. Một cái chỉ là nguyên đan cảnh ngũ trọng sâu kiến, thế mà dám can đảm cùng mình chính diện cứng rắn, Hoa Vĩnh đã có thể đoán trước đến kế tiếp cửa. Nam lãng nhục thân bị đánh bể một man. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại lớn ra hoa vĩnh ngoài ý liệu, truy kích chạm vào nhau. Phát ra, làm, một tiếng vang thật lớn. Năng lượng cuồng bạo gợn sóng giống như như nước gợn khuếch tán ra. Cửa nam lãng mặc dù bị một kích này đánh bay. Thế nhưng là cũng không có giống hoa vĩnh dự đoán như thế nhục thân bị trực tiếp đánh nổ cửa. Nam lãng bị hoa vĩnh dưới một kích này thụ thương không nhẹ nhưng mà dù sao vẫn là khiêng xuống hắn vốn là trời sinh thần lực lại thêm bạch y sở kiếm thu đem cửu truyền kim thân quyết loại tu luyện này nhục thân võ kỹ truyền thụ cho hắn tại huyền kiếm tông đạt được một chút ngũ hành chi thuộc bảo vật ở trong bạch y sở kiếm thu đem một vài ngũ hành chi thuộc bảo vật cũng chia một bộ phận cho cửa nam lãng cho nên cửa nam lãng cửu truyền kim thân quyết mặc dù không có bạch y sở kiếm thu tu luyện cảnh giới cao nhưng mà cũng đạt tới đệ ngũ truyền sức chịu đòn cực mạnh hoa vĩnh mặc dù cao hơn hắn ra bốn cái cảnh giới nhưng mà nghĩ một thời ba khác phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự cũng không phải là một chuyện dễ dàng hoa vĩnh bị cửa nam lãng cái kia một chùy phía dưới cũng chấn động đến mức cánh tay tê dại một hồi trong lòng không khỏi một hồi thất kinh tiểu tử này khí lực thật là lớn Bất quá Hoa Vĩnh nhưng cũng không có vì vậy quá mức đem cửa Nam Lãng để vào mắt. Cảnh giới tranh lệch quá lớn, coi như lại trời sinh thần lực lại như thế nào. Cũng không phải người người cũng giống như sở kiếm thu cái kia yêu nghiệt như thế có thể vượt. Qua cực lớn cảnh giới khoảng cách vượt biên mà chiến. Trong tay Hoa Vĩnh trường kích lắc một cái, lần nữa đi về phía Nam môn Lãng trên thân đâm rơi. Chương 709 Sơn cùng thủy tận. Khi Hoa Vĩnh cái này một kích đâm ra, bỗng nhiên cảm giác một cỗ to lớn vô cùng sức mạnh quay đầu nện xuống. Cỗ lực lượng này cường đại giống như thái sơn áp đỉnh giống như trầm trọng. Hoa vĩnh trong lòng run lên, không dám khinh thị. Trong tay đâm ra trường kích nửa đường nhất chuyển, hướng về đỉnh đầu đâm tới. Ẩm vang một tiếng thật lớn, trường kích cùng một cái nho nhỏ phấn nộn nắm đấm gặp nhau. Bộc phát ra cuồng bạo vô cùng gợn sóng năng lượng, đằng 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 hoa vĩnh bị một quyền này đánh cho hướng phía sau lui lại mấy bước cầm kích cánh tay tê dại vô cùng cái này chỉ béo mập nắm tay nhỏ chỗ đánh ra lực lượng mạnh mẽ so với vừa rồi cửa nam lãng cái kia một chùy chỉ có hơn chứ không kém hướng hắn oanh ra một quyền này lại là một cái mười hai mười ba tuổi tiểu cô nương chính là cái kia đại mỹ nhân bên cạnh tiểu mỹ nhân mặc dù khoảng cách cùng sở kiếm thu lần đầu gặp mặt đã sáu bảy năm trôi qua nhưng mà đường ngưng tâm y nguyên vẫn là 12-13 tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Vô luận là tướng mạo, chiều cao vẫn là tính tình, không có nửa phần lớn lên bộ dáng. Bây giờ liền cửa nam phi xương kích cỡ dáng dấp đều cao hơn nàng. Bất quá mặc dù đường ngưng tâm nhìn như dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà cỗ này thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa không gì sánh nổi lực lượng cuồng bạo. Dù sao nàng thức tỉnh thế nhưng là viễn cổ long tượng huyết mạch tại đột phá nguyên đan cảnh thời điểm huyết mạch này thậm chí lần thứ hai thức tỉnh cái này khiến đường ngưng tâm vô luận là lực lượng hay là nhục thân cường hãn đều đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố bàn về lực lượng mạnh mẽ thậm chí ngay cả trời sinh thần lực cửa nam lãng đều không thể cùng nàng so sánh đường ngưng tâm cùng hoa vĩnh ngạnh bính cái này một cái thân thể bay ra về phía sau trăm trượng nhưng mà trên thân lại không phát hiện chút tổn hao nào vừa rồi ngạnh bính cái kia một cái nàng không gây thương tổn được hoa vĩnh hoa vĩnh cũng không làm gì được nàng bởi vì đường ngưng tâm cái này nửa đường nhúng tay hoa vĩnh đã mất đi truy kích cửa nam lãng thời cơ tốt nhất để cho cửa nam lãng thở nổi cửa nam lãng xong trùy vung lên lần nữa hướng hoa vĩnh công kích tới lúc này tần diệu yên cũng ra tay cùng đường ngưng tâm từ hai bên giáp công hoa vĩnh nếu là đổi lại tả khâu văn hay là trường tôn nguyên bạch. Cho dù là nguyên đan cảnh lục trọng cảnh giới, đánh giết hoa vĩnh cũng là dư sai. Nhưng mà tần diệu yên tu luyện từ trước đến nay không thể nào dụng tâm. Hơn nữa nàng một lòng nhào vào trên luyện đan nhất đạo. Bình thường lại không có tu luyện vũ kỹ gì, cho nên dù cho nàng tu luyện cửu tuyệt huyền quang. Bí điển, chiến lực lại là bình thường. Bất quá nàng dù sao cũng trải qua bạch y sở kiếm thu dùng tẩy tủy phạt cốt phù sửa đổi qua tư. Chất dù cho chiến lực lại bình thường, cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Mặc dù trước mắt nàng so với hoa vĩnh hơi yếu, nhưng mà cũng không có yếu quá nhiều. Cùng cửa nam lãng cùng với đường ngưng tâm phối hợp phía dưới. Cũng miễn cưỡng có thể cùng hoa vĩnh chiến cái tương xứng. Hoa vĩnh càng đánh càng là kinh hãi những thứ này huyền kiếm tông võ giả quả nhiên người người cũng là biến thái. Căn bản là không có cách dùng võ giả bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc chiến lược. Nghe nói đây cũng là bởi vì huyền kiếm tông võ giả đều dùng một loại gọi là tẩy tủy phạt cốt. Phù linh phù sửa đổi qua căn cốt tư chất. Lúc này mới khiến cho huyền kiếm tông võ giả người người thiên tư tung hoành. Chiến lược biến thái. Nhìn thấy tần diệu yên đám người chiến lược cường hãn sau đó hoa vĩnh trong lòng càng là lửa nóng nếu như chờ sẽ tự mình cũng có thể thu được một đạo tẩy tủy phạt cốt phù mà nói như vậy chính mình đột phá thiên cương cảnh tỷ lệ sẽ cực kỳ đề cao tần diệu yên ba người liên thủ vây công hoa vĩnh đồng thời tại một bên khác thân đồ phi siết cũng xuất lĩnh thần tiễn quân cùng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân ở một bên chào hỏi dù cho thần tiễn quân nhân số thưa thớt hơn nữa thiếu khuyết mũi tên nhưng là cùng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân giao chiến lúc đồng dạng chiếm. Cứ thượng phong, cốc lương hoàng không dám đi cùng tần diệu yên ba người giao thủ. Cho nên cũng liền nhìn chằm chằm thân đồ phi xiết, thỉnh thoảng từ một bên hướng thân đồ phi xiết đánh lén. Bạch y sở kiếm thu tại hạ khiến cho mọi người rút về đến trận pháp thành lũy sau đó. Tình cảnh của mình càng thêm gian khổ bởi vì cái kia năm tên nguyên bản cùng tả khâu văn bọn người giao thủ thiên cương cảnh cường giả lại phân ra hai tên tới vây công hắn bạch y sở kiếm thu tại rất nhiều cường giả vây công trèo trống đến gian khổ tới cực điểm tả khâu văn bọn người nhìn thấy một màn này muốn lần nữa từ trận pháp trong pháo đài đi ra trợ giúp bạch y sở kiếm thu ngăn địch nhưng mà lại bị bạch y sở kiếm thu nghiêm lệnh cấm hắn cỗ này vô cấu phân thân dù cho chết còn có bản tôn tại cũng sẽ không chân chính tử vong nhưng mà tả khâu văn bọn người nếu như chết vậy thì thật đã chết rồi bây giờ huyền kiếm tông không sai biệt lắm hết đạn cạn lương tả khâu văn bọn người ở tại linh phủ khuyết thiếu tình huống phía dưới nếu là lại xuất chiến tính nguy hiểm quá lớn sơ ý một chút liền có khả năng vẫn là dưới loại tình huống này bạch y sở kiếm thu tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mạo hiểm bớt quá tất cả mọi người đều rút về trận pháp trong pháo đài sau đó cũng không đại biểu cho nguy cơ tiêu thất chỉ là tạm thời thu được an toàn mà thôi không có đám người chống cự u lương quốc đại quân công kích toàn bộ rơi vào phòng ngự trên đại trận toàn bộ phòng ngự đại trận bị công kích phải lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ tan đồng dạng cái kia nguyên bản cùng tả khâu văn bọn người giao chiến năm tên thiên cương cảnh cường giả ngoại trừ hai tên đi tham dự vây công bạch y sở kiếm thu mặt khác ba tên thì phối hợp đại quân toàn lực công kích tả khâu văn bọn người chỗ cái kia phòng ngự đại trận rầm 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 một hồi lôi quang hỏa pháo phối hợp ba tên thiên cương cảnh cường giả công kích mãnh liệt rơi vào trên phòng ngự đại trận lồng ánh sáng cuồng bạo vô cùng nổ tung đi qua cái kia phòng ngự đại trận lồng ánh sáng bên trên xuất hiện vô số đạo khe hở đám người nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng chỉ là đám người rất là nghĩ mãi mà không rõ bạch y sở kiếm thu vì cái gì hạ lệnh tất cả mọi người đều rút về trận pháp trong pháo đài đợi đến phòng ngự đại trận vừa vỡ đại gia chẳng phải là muốn bị địch nhân tận diệt nếu như tại đại trận bên ngoài cùng địch nhân chém giết dù cho cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết, nhưng ít ra không cần bị chết quất ức như thế, oanh. Lại là một đạo lôi quang hỏa pháo rơi xuống trên phòng ngự đại trận lồng ánh sáng. Cái kia nguyên bản vốn đã xuất hiện kẽ hở phòng ngự đại trận lồng ánh sáng lập tức bị cái này một pháo oanh nát, mà ngay sau đó, một đạo càng thêm cực lớn lôi quang hỏa pháo từ địch quân một chiếc năm ngàn trượng cự hình trên chiến thuyền phát ra, lóa mắt vô cùng lượn lờ vô tận lôi quang cực lớn hỏa pháo vạch phá bầu trời đêm hướng về đám. Người chạy tới, đạo kia lóa mắt vô cùng chùm sáng đang lúc mọi người trong mắt không ngừng mà. Phóng đại, cấp tốc vô cùng đi tới đám người bầu trời. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người ngược lại bình tĩnh. Thậm chí có không ít người trong lòng cảm giác một hồi nhẹ nhõm, mấy tháng gian khổ ác chiến rốt cuộc phải kết thúc tả khưu thương trúc lưu luyến liếc mắt nhìn xa xa đạo kia bạch y thân ảnh trong mắt dâng lên nồng đậm không thôi thần sắc lạc chỉ vân cũng dương mắt hướng bạch y sở kiếm thu nhìn lại khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười ấm áp tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc còn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn cái này đầy đủ ngay tại rất nhiều người đều nhắm mắt chờ khi chết trên bầu trời đạo kia sắp rơi xuống cực lớn lôi quang chợt bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tia. Sáng ở giữa không trung liền đã bị dẫn bạo, không tiếp tục hướng đám người rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Huyền Kiếm Tông bên này, vẫn là U Lương Quốc bên kia. Trong vô số mắt người đều lộ ra kinh nghi vô cùng thần sắc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 710 tuyệt sử phùng sinh. Nhìn thấy đạo này thanh sam thân ảnh sau đó, Tả Khưu thương chúc cái mũi chua chua nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên tả khâu văn bọn người nhìn thấy đạo này thanh sam thân ảnh sau đó trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ ba năm không thấy thanh y sở kiếm thu tại bọn hắn sinh tử thời khắc sống còn cuối cùng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đem bọn hắn cứu lại thẳng đến lúc này tả khâu văn bọn người mới minh bạch bạch y sở kiếm thu dụng ý để cho bọn hắn tiến vào trận pháp trong pháo đài là vì dây dưa thời khắc cuối cùng chờ đợi sở kiếm thu bản tôn đuổi tới tả khâu văn đám người cũng không nghi ngờ thanh y sở kiếm thu có thể hay không giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm tại trong suy nghĩ của bọn hắn sớm đã đối với sở kiếm thu sinh ra mù quáng tín nhiệm tất nhiên thanh y sở kiếm thu bây giờ đuổi trở về như vậy nhất định nhưng đã chuẩn bị xong biện pháp giải quyết tất nhiên hắn trở về như vậy trận chiến tranh này huyền kiếm tông liền thắng, sở kiếm thu nhịn không được ho khan một. Tiếng, một cỗ máu tươi từ khóe miệng ho ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền không kịp, bất quá còn tốt. Cuối cùng vẫn là đuổi tới, tại thời khắc cuối cùng. Sở kiếm thu trực tiếp sử dụng tiểu na di đạo phù. Từ ở ngoài mấy ngàn dặm na di đến đạo kia lôi quang hỏa pháo phía trước. Đem đạo kia uy lực cực lớn lôi quang hỏa pháo cản lại bất quá đạo này lôi quang hỏa pháo uy lực thực sự quá lớn năm ngàn trượng cự hình chiến thuyền bắn ra tới lôi quang hỏa pháo đủ để dễ dàng đánh giết thông thường thiên cương cảnh cường giả sở kiếm thu vội vàng phía dưới ngăn cản cái này một pháo dù hắn thực lực cường đại cũng bỏ ra cực kỳ trầm trọng đại giới cái kia ba tên thiên cương cảnh cường giả nhìn thấy cái này thanh sam thân ảnh đem đạo này lôi Quang hỏa pháo ngăn cản xuống, trong mắt đều là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Đạo này lôi quang hỏa pháo uy lực dù cho liền bọn hắn cũng không dám chính diện chống lại. Cái này thiếu niên áo xanh chỉ là khu khu nguyên đan cảnh bát trọng tu vi. Làm sao có thể ngăn cản uy lực mạnh mẽ như vậy lôi quang hỏa pháo công kích? Bất quá bọn hắn chấn kinh cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì sau một khắc một đạo kiếm quang xẹt qua cổ của bọn hắn, đem bọn hắn đầu người trực tiếp cắt xuống. Sở kiếm thu mặc dù tại trên tu vi so vô cấu phân thân còn thấp một cảnh giới, nhưng mà tại về mặt chiến lực lại so vô cấu phân thân cường đại không ít. Trong bí cảnh những cái kia u minh tộc còn khó mà ngăn cản được Sở kiếm thu kiếm ý. Huống chi cái này ba tên cũng không tính quá mạnh thiên cương cảnh võ giả. Bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp trực tiếp liền bị sở kiếm thu thu hoạch tính mệnh tả khâu văn bọn người trong lòng tất cả đều run lên ba năm không thấy sở kiếm thu thực lực đã đạt đến mạnh mẽ như vậy trình độ sao so với bạch y sở kiếm thu tới sở kiếm thu bản tôn biểu hiện ra thực lực càng làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng sở kiếm thu tại đánh giết cái kia ba tên thiên cương cảnh cường giả sau vung tay lên mấy chục cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi lập tức xuất hiện ở trong trời đêm cái này mấy chục cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi sau khi xuất hiện một bộ phận ngăn tại trước mặt mọi người của huyền kiếm tông ngăn cản u lương quốc đại quân công kích một bộ phận hướng về u lương quốc đại quân đánh tới còn có mấy cái hướng xử nguyên khải bên kia đánh tới làm xong đây hết thảy sau đó sở kiếm thu rồi mới từ trên bầu trời hạ xuống tới sở kiếm thu hạ xuống tới sau đó cũng không có cùng đám người ôn chuyện kỳ thực cũng không có cái gì cụ có thể tự. Hắn vô cấu phân thân vẫn luôn cùng mọi người tại cùng một chỗ. Đối với tình huống của mọi người hiểu nhất thanh nhị sở. Cùng hắn bản tôn đang lúc mọi người bên cạnh kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vì hai cái cũng là chính hắn. Sở kiếm thu hạ xuống tới sau đó, vung tay lên. Lập tức một tòa trồng chất như núi linh thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, trương thành, trước tiên đem những linh thạch này lắp đặt đến trên chiến thuyền. Truy kích U Lương Quốc Đại Quân. Sở kiếm thu hướng Trương Thành truyền lệnh nói. Trương Thành còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhưng nghe đến sở kiếm thu lời này sau đó, lập tức ôm quyền khom người, chào một cái, nói, tuân. Lệnh, Trương Thành lập tức chỉ huy cơ quan doanh tướng sĩ đem trước mắt linh thạch đem đến trên. Chiến thuyền, những thứ này tướng sĩ kỷ luật nghiêm minh, hành động có thứ tự. Chỉ là ngắn ngủi một chén trà thời gian, liền đã hoàn thành chiến thuyền Linh Thạch bổ sung. Sau khi bổ sung xong Linh Thạch, những thứ này chiến thuyền lập tức rời đi trận pháp thành lũy. Hướng về trong bầu trời đêm xuất phát, hướng U Lương Quốc đại quân xung kích đi qua, Trương Thành đứng tại một chiếc cự hình chiến. Thuyền trên mũi thuyền, trong mắt vẫn tràn đầy rung động thần sắc. Vừa rồi sở kiếm thu lấy ra những cái kia Linh Thạch thật là là chấn kinh đến hắn hơn trăm vạn khối linh thạch trồng chất đến giống như như một tòa núi nhỏ. Hơn nữa những linh thạch này cũng là ngũ phẩm linh thạch. Hơn trăm vạn khối ngũ phẩm linh thạch A. Cái này một món tài sản khổng lồ so với phía trước huyền kiếm tông tất cả tài phú cộng lại đều. Muốn nhiều gấp mấy lần A. Riêng là cái này hơn trăm vạn khối ngũ phẩm linh thạch. Đều đủ để trèo chống cơ quan doanh chiến thuyền lấy lớn nhất hỏa lực kịch chiến một năm năng lượng, có nhiều linh thạch như vậy trèo trống sau đó, Trương Thành lập tức hào khí vạn trưởng. Mẹ nó, kế tiếp xem ai sợ ai vậy? Trương Thành chỉ huy cơ quan doanh chiến thuyền xếp chiến trận hướng U Lương Quốc Đại Quân Sông. Tới giết tại những này trên chiến thuyền, phòng ngự quang cháo từng cái sáng lên. Từng đạo vô cùng mãnh liệt lôi quang hỏa pháo từ trong chiến thuyền oanh kích mà ra cam khác Sở kiếm thu đang để cho Trương Thành xuất kích sau đó, tiếp tục truyền lệnh tại một cái nam từ tóc đỏ từ trong đám người ra khỏi hàng. Ông quyền khom người, sở kiếm thu vung tay lên một cái. Mấy ngàn món ngũ giai pháp bảo xuất hiện tại trước mặt. Dẫn dắt đắng trong danh thực lực tối cường tướng sĩ cầm những thứ này pháp bảo. Hiệp trợ trương thành giết địch. Sở kiếm thu hạ lệnh, tuân lệnh. Cam khắc nhìn xem trước mắt cái này mấy ngàn món ngũ giai pháp bảo, không lo được rung động lập tức điểm đắng trong danh thực lực tối cường mấy ngàn người cầm những thứ này pháp bảo. Hướng địch quân đại quân giết tới. Có những thứ này ngũ giai pháp bảo. Bọn hắn đắng doanh tướng sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lược. Cam khắc dẫn theo mấy ngàn đắng doanh tướng sĩ hưng phấn vô cùng hướng U Lương quốc đại quân. Giết tới, đi qua từng tràng chiến tranh bởi vì chiến đấu dũng mãnh, chiến công hiển hách. Cam khắc đã sớm trở thành đắng doanh phó tướng chủ tướng từ đường ngọc núi kiêm nhiệm bây giờ đây là một cái thật tốt cơ hội lập công cam khắc tự nhiên muốn cẩn thận bắt được nếu như lần này lập xuống đại công nói không chừng mình còn có thể tiến thêm một bước trở thành đắng danh chủ tướng đâu cam khắc biết mình vốn chỉ là huyền kiếm tông tù binh lúc trước mặc dù đã lập được đại công nhưng mà dù sao bởi vì xuất thân vấn đề vẫn chưa thu được huyền kiếm tông cao tầng hoàn toàn tín nhiệm cho nên còn không thể trở thành một quân chủ đem. Nếu như mình lần này biểu hiện tốt mà nói, chưa hẳn liền không thể trở thành một quân chủ đem, đang chỉ huy cơ quan doanh cùng đắng doanh. Xuất kích sau đó, sở kiếm thu liền không tiếp tục hạ lệnh. Lương nhạn linh lập tức nhịn không được ra khỏi hàng trào theo kiểu nhà binh. Ông quyền khom người nói, chủ thượng, mặt tướng xin chiến. Vốn là tả khâu văn sớm muốn đem huyền kiếm tông vị trí tông chủ truyền cho sở kiếm thu nhưng mà sở kiếm thu đối với vị trí tông chủ cũng không hứng thú. Hơn nữa quản lý tông môn việc vặt vãnh quá nhiều. Sở kiếm thu cũng không muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy tại những cái kia việc vặt vãnh bên. Trên, chương 711 chuyển bại thành thắng. Nhưng mà sở kiếm thu tại huyền kiếm tông bên trong lại có cao nhất quyền chỉ huy. Trong quân đội truyền lệnh thời điểm dù sao cũng phải có cái xưng hô tả khâu văn, đường ngọc núi, lương nhạn linh cùng hạ u hoàng mấy người huyền kiếm tông cao. Tầng trải qua một phen sau khi thương nghị, liền quyết định mọi người tại huyền kiếm tông xưng hô danh háo. Tả khâu văn xem như tông chủ huyền kiếm tông, vì để cho sở kiếm thu tại huyền kiếm tông uy vọng lộ ra càng hiển hách một chút. Thế là liền quyết định xưng hô sở kiếm thu vì chủ thượng. Sở kiếm thu đối với xưng hô thế này ngay từ đầu không hề giống ý hắn cũng không muốn chính mình lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng hơn nữa chính mình một đám sư bá sư thúc những trưởng bối này gọi mình là chủ thượng đây coi là chuyện gì xảy ra sau một phen tranh luận sau đó quyết định cuối cùng song phương đều thối lui một bước chỉ có trong quân đội thời điểm mới xưng hô sở kiếm thu vì chủ thượng tại bình thường tả khâu văn những trưởng bối này thì hô to sở kiếm thu tên mà những người khác lại xưng hô sở kiếm thu vì công tử. Chỉ là có một chút, sở kiếm thu kiên quyết không chịu nhượng bộ. Vậy chính là mình sư phụ thôi nhã vân vô luận như thế nào cũng không thể gọi mình là chủ. Thượng, chỉ có thể xưng hô tên của mình, chính mình hai vị sư tỷ cũng không thể hạn chế các nàng. Đối với chính mình xưng hô, nhìn thấy sở kiếm thu kiên quyết như thế, đám người cũng chỉ đành đồng ý, đối với sở kiếm thu kiên trí tả khâu văn bọn người ngược lại trong lòng vui mừng xem ra sở kiếm thu cũng không có bị quyền hạn mê thất vẫn là lúc trước cái kia trọng tình trọng nghĩa sở kiếm thu đối với lương nhạn linh xin chiến sở kiếm thu khoát tay áo nói thần tiễn quân trước tiên tại chỗ chỉnh đốn không thể xuất chiến thế nhưng là lương nhạn linh còn nghĩ tranh thủ nghe theo mệnh lệnh sở kiếm thu nói mà không có biểu cảm gì đạo bây giờ thần tiễn quân chiến tổn quá lớn hơn nữa không có chạy lôi tiễn tình huống phía dưới thần tiễn quân xuất chiến căn bản là không phát huy ra sở trường mặc dù không có mũi tên tình huống phía dưới thần tiễn quân cũng tương tự có thể phát huy ra không kém chiến lực nhưng sở kiếm thu lại cũng không nghĩ thần tiễn quân làm loại này vô vị chiến tổn bởi vì không có thất sát lưu quang tiễn trận thần tiễn quân dù cho giết địch một ngàn cũng muốn tổn hại tám trăm, thần tiễn quân loại tổn thất này. Là sở kiếm thu không thể tiếp nhận, là. Lương nhạn linh chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, lui về trong đội nhóm. Tại nắm chắc cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi hiệp trợ phía dưới. Vây công bạch y sở kiếm thu sử nguyên khải cùng cái kia vài tên thiên cương cảnh cường giả rớt. Nhanh bại lui, bạch y sở kiếm thu nhìn thấy sử nguyên khải bọn người bại lui. Cũng không có thừa thắng sông lên bây giờ hắn thụ thương không nhẹ cần có nhất việc làm chính là thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi theo sử nguyên khải mấy người cường giả đình cao bại lui u lương quốc đại quân cũng tại trương thành lãnh đạo cơ quan doanh cam khắc lãnh đạo đắng doanh cùng với cái kia mấy chục cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi công kích toàn diện bại lui đánh lui u lương quốc đại quân sau đó sở kiếm thu liền hạ lệnh trương thành cùng cam khắc xuất lĩnh đại quân rút lui về tới trương Thành cùng cam khắc vốn còn muốn thừa thắng sông lên, nhưng mà tất nhiên sở kiếm thu có lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể tuân thủ, dẫn dắt đại quân lui về. Sau khi U Lương quốc đại quân bại lui, sở kiếm thu lấy ra lượng lớn đan dược, linh thạch. Để cho huyền kiếm tông các đại quân doanh chỉnh đốn điều dưỡng. Chính hắn thì cùng vô cấu phân thân tiến vào trong quân doanh nghỉ ngơi. Đi qua một trận chiến này, vô luận là sở kiếm thu bản tôn, vẫn là vô cấu phân thân đều hao tổn cực lớn. Vô cấu phân thân đương nhiên không cần phải nói, đi qua cái này mấy tháng ác chiến. Đều không khác mấy đến giàu hết đèn tắt thời điểm. Nếu là sở kiếm thu bản tôn trở lại trễ một bước, cỗ này vô cấu phân thân cũng liền vẫn lạc. Mà sở kiếm thu bản tôn đi qua hơn trăm vạn dặm không nghỉ ngơi phi hành. Cũng là mỏi mệt không chịu nổi, hao tổn cực lớn. Hơn nữa tại cuối cùng còn ngạnh sinh sinh đỡ được cái kia năm ngàn trượng cự hình chiến thuyền bắn ra tới lôi quang hỏa pháo trọng trọng nhất kích bây giờ vô luận là sở kiếm thu bản tôn vẫn là vô cấu phân thân chuyện muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc sở kiếm thu tiến vào trong quân trướng trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cỗ vô cùng quái dị cảm giác những cái kia biết bạch y sở kiếm thu là sở kiếm thu phân thân người vưu tự có thể một chút giống cam khắc loại này về sau mới gia nhập vào huyền kiếm tông người trong lòng nhưng là vô cùng mê hoặc cùng kinh nghi nhất là cam khắc hắn mới vừa rồi còn không chút do dự thi hành cái kia thanh y sở kiếm thu mệnh lệnh lúc này nhớ tới không khỏi một trận hoảng sợ chính mình thế mà nghe theo một cái chưa từng gặp mặt người mệnh lệnh mặc dù lần này trận chiến là đánh thắng nhưng không biết có thể hay không bị muộn thu nợ nần hắn lúc đó cũng là ở vào một cái mơ hồ trạng thái. Cũng cho là cái này chính là bạch y sở kiếm thu. Cho nên liền vô ý thức nghe theo sở kiếm thu mệnh lệnh. Nhưng mà về sau mới nhớ tới bạch y sở kiếm thu còn tại cùng sử nguyên khải chiến đấu đâu. Cái kia đến tột cùng là ai vậy, như thế nào tất cả mọi người nghe hắn, cam. Khác đối với bên người Trương Thành nhỏ giọng hỏi, Trương Thành nhìn hắn một cái, nói, kỳ. Thực cái kia mới là chủ thượng bản tôn mặc quần áo trắng chẳng qua là chủ thượng một đạo phân thân mà thôi nghe được trương thành lời này cam khắc lại lần nữa chấn kinh nghĩ không ra chính mình cho tới nay nhìn thấy cái kia đại danh đỉnh đỉnh huyền kiếm tông chi chủ thế mà chỉ là sở kiếm thu một đạo phân thân mà không phải hắn bản tôn chẳng thể trách cái kia thanh y sở kiếm thu vừa đến liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết chủ thượng phân thân liền đã lợi hại như vậy bản tôn so với phân thân càng thêm lợi hại, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tả khâu văn, đường Ngọc Sơn đẳng người chỉ huy các đại quân doanh đem sở kiếm thu lấy ra những đàn dược kia linh thạch phân phát tiếp, lần này huyền kiếm tông các đại quân doanh thiệt hại cực. Lớn, cấp bách cần những đan dược này linh thạch tới khôi phục. Tả khâu văn bọn người ở tại vừa mới nhìn thấy những đan dược này linh thạch thời điểm. Trong lòng cũng là chấn kinh đến khó có thể tưởng tượng nghĩ không ra Sở Kiếm Thu ba năm không thấy, thế mà lấy được to lớn như vậy cơ duyên. Lấy lực lượng một người lấy được tài nguyên so với bọn hắn toàn bộ Huyền Kiếm Tông lấy được tài nguyên đều phải nhiều hơn vô số lần. Sở Kiếm Thu không hổ là Sở Kiếm Thu, mãi mãi cũng sẽ không để cho người thất vọng. Mãi mãi cũng là như thế xuất nhân ý biểu, Sở Kiếm Thu tiến vào quân doanh sau đó, liền đem vô cấu phân thân thu vào trong hỗn độn đến tôn tháp vô cấu phân thân tổn thương cực lớn đã tổn hại cùng thân thể bản nguyên không phải đan dược thông thường cùng thiên tài địa bảo đủ khả năng khôi phục chỉ có thể là thông qua hỗn độn trí tôn trong tháp cái kia cỗ huyền diệu vô cùng đại đạo khí tức tới khôi phục mặc dù bây giờ hắn còn không có hoàn toàn phá giải hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ nhất tất cả trận pháp hỗn độn đến tôn tháp cũng không để hắn tiến vào tầng thứ nhất trung ương trong trận pháp nhưng mà dù cho không tiến vào cái kia trung ương trận pháp. Chỉ bằng vào hỗn độn đến tôn tháp trong tràn ngập cái kia cỗ huyền diệu đại đạo khí tức. Đã đủ để chữa trị vô cấu phân thân thương thế. Bởi vì hỗn độn đến tôn tháp tại luyện hóa một khỏa tử sát huyền châu. Hơn vạn món ngũ giai pháp bảo cùng hơn ức khối ngũ phẩm linh thạch sau đó. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng mà bên trong đại đạo khí tức lại nồng nặc rất nhiều tầng thứ nhất cái kia trung ương trận pháp tia sáng cũng so trước đó nồng đậm không thiếu nếu là đổi lại trước đó lấy bạch y sở kiếm thu hiện nay bị thương thế nếu như không tiến vào cái kia trung ương trận pháp mà nói muốn hoàn toàn khôi phục khả năng không lớn nhưng là bây giờ chỉ cần mượn nhờ cái kia trung ương bên ngoài trận pháp tràn đại đạo khí tức cũng đủ để đem vô cấu phân thân tổn thương căn cơ chữa trị hoàn toàn Chương 712 Cửa Nam Phi xương biến hóa. Hỗn độn đến Tôn Tháp bên trong, cái kia áo đen lão giả nhìn thấy lại một cái sở kiếm thu chạy. Vào, hơn nữa cái này sở kiếm thu còn không phải thần hồn trạng thái, mà là hoàn mỹ nhục thân trạng thái. Áo đen lão giả nhìn thấy cái này Bạch Y sở kiếm thu sau đó, lập tức con mắt tỏa sáng. Thèm nhỏ dãi không thôi. Từ kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này Bạch Y sở kiếm thu cơ hồ chính là một cái hoàn mỹ nhất vật chứa bộ thân thể này dường như là vô cấu thân thể so với sở kiếm thu bản tôn đều càng thêm thích hợp hắn đoạt xá nếu như hắn đoạt xác bộ thân thể này mà nói không chỉ mình có hy vọng khôi phục đỉnh phong thậm chí đều vẫn còn hy vọng tiến thêm một bước bởi vì cái này bạch y sở kiếm thu thân thể so với hắn ban đầu thân thể tư chất căn cốt tốt hơn nhìn thấy áo đen dáng vẻ của lão giả bạch y sở kiếm thu liền biết hắn tại đánh cái gì ý nghĩ xấu lập tức nói thương nguyên lão đầu khuyên ngươi đừng động cái gì ý biến thái nếu như ngươi dám đánh ta cỗ này vô cấu phân thân chủ ý mà nói bản công tử để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi áo đen lão giả nghe được bạch y sở kiếm thu lời nói lập tức lấy làm kinh hãi nói ngươi lại là công tử phân thân hắn vốn cho là thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là sở kiếm thu một cái đồng bào huynh đệ, nghĩ không ra thế mà chỉ là sở kiếm thu một cái phân thân. Không tệ, cho nên ngươi vẫn là chết ngươi những cái kia ý biến thái. Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, bên cạnh ta bất luận kẻ nào ngươi cũng tốt nhất đừng động đoạt xá. Ý nghĩ thế này, nếu là lần sau còn để cho ta phát hiện giáp tâm bất lương mà nói. Đừng trách ta lập tức diệt ngươi cái này sợi tàn hôn. Bạch y sở kiếm thu nhìn xem áo đen lão giả lạnh lùng thốt, bây giờ trở lại huyền kiếm tông không gõ đánh gõ hàng này một cái không chú ý phía dưới chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho hắn náo ra ý đồ xấu gì tới áo đen lão già cảm nhận được bạch y sở kiếm thu cái kia lạnh lùng sát ý biết sở kiếm thu không phải tại cùng hắn nói dỡn lập tức trong lòng không khỏi phát lạnh vội vàng nói công tử yên tâm về sau tuyệt đối sẽ không đánh công tử người bên người chủ ý dù cho về sau tìm được thích hợp túc chủ nếu như không có công tử cho phép ta cũng tuyệt không tự tác chủ trương đoạt xá bạch y sở kiếm thu nghe vậy lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái sau khi gõ một phen áo đen lão đầu bạch y sở kiếm thu đi đến hỗn độn trí tôn trong tháp trận pháp bên cạnh ngồi xuống bắt đầu tu luyện bây giờ tầng thứ nhất phù trận đã không sai biệt lắm bị hắn phá giải hoàn toàn ngăn ở trước người hắn phù trận đã không có bao nhiêu Hắn bây giờ đã không sai biệt lắm có thể chạm đến cái kia trung ương trận pháp danh giới. Cảm nhận được trung ương trận pháp tản mát ra nồng nặc kia vô cùng đại đạo khí tức. Bạch Y Sở kiếm thu không khỏi cảm giác một hồi tâm thần thanh thản, nếu như có thể tiến vào cái này trung ương trong trận pháp tu luyện, cái kia không biết là bực nào tuyệt vời sự tình. Chẳng qua trước mắt ý nghĩ này chỉ có thể là vọng tưởng bây giờ liền Long Nguyên kiếm cái kia hàng hỗn độn đến tôn tháp đều không cho hắn tiến vào trong. Lúc này trận pháp thì càng không cần phải nói chính mình. Đợi đến chính mình hoàn toàn đem tầng thứ nhất trận pháp toàn bộ đều phá giải hoàn toàn. Có lẽ còn có loại khả năng này, vạn. Thạch thành bên ngoài, hoa vĩnh trường kích vung lên, đem tần diệu yên. Đường ngưng tâm cùng cửa nam lãng ba người đánh lui. Liền các ngươi dạng này sâu kiến, cũng xứng cùng ta động thủ hoa vĩnh nhìn xem ba người cười lạnh nói khắp khuôn mặt là cư cao lâm hạ thần sắc bây giờ tần diệu yên ba người đã bại thần tiễn quân bên kia cũng gần như hết đạn cạn lương sơn cùng thủy tận rất nhanh là hắn có thể cầm xuống huyền kiếm tông căn cơ vạn thạch thành bất quá đang tại hắn đắc ý ở giữa bỗng nhiên một đạo rét lạnh vô cùng kiếm quang từ trên trời giáng xuống từ thân thể của hắn từ trên xuống dưới một kiếm xẹt qua đạo kiếm quang này tới quá nhanh hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có trong thân thể cũng đã xuất hiện một đạo vết máu đạo này vết máu từ mi tâm của hắn cái mũi miệng cổ lan tràn xuống hoa vĩnh trợn to hai mắt nhìn xem trước mắt xuất hiện hắc y thiếu nữ trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ một cái chỉ có chỉ là nguyên đan cảnh ngũ trọng tiểu cô nương tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm Bất quá, vô luận hắn không cam lòng thế nào đi nữa, cũng đã không cứu vãn nổi tính mạng của hắn, trên người hắn đạo kia vết máu chợt mở rộng. Đem hắn cơ thể từ trung ương phân hai nửa, một kiếm đánh giết Hoa Vĩnh người tự nhiên là cửa nam. Phi xương, cửa nam phi xương từ đầu đến cuối cũng không có ra tay, chờ chính là giờ khắc này. Mặc dù cửa nam phi xương thiên phú cực kỳ xuất sắc, nhưng mà tại bị bạch y sở kiếm thu nhốt cấm đoán để cho nàng bế quan tu luyện sau đó nàng vẫn luôn không có cùng người khác giao thủ qua nàng cũng không biết mình có thể hay không đánh thắng được hoa vĩnh cho nên nàng vẫn ở chờ lấy một cái cơ hội chờ hoa vĩnh buông lỏng cơ hội lại ra tay tiếp đó tranh thủ nhất kích tất sát nhưng mà tại xuất thủ sau đó nàng bỗng nhiên phát giác giống như hoa vĩnh không hề giống trong mình tưởng tượng cường đại cho dù là chính diện đối chiến, có vẻ như chính mình cũng có thể giết chết hắn, bất quá như là đã giết chết hắn, liền không dùng được phương thức gì, mục đích đạt đến là được rồi. Cửa Nam Phi Sương lúc này mới xoay người lại, đối với Tần Diệu Yên đám người nói, Tần. Sư Thúc Tổ, đường tỷ tỷ ca ca, các ngươi không có sao chứ. Cửa Nam lãng vội vàng khoát tay áo nói, không có việc gì, không có việc gì ta có thể có chuyện gì kakaza dày thịt béo như thế bị thương thế không tính là gì mặc dù trên thân thể hắn xương cốt đều đoạn mất mười mấy căn trong ba người thụ thương nặng nhất chính là hắn nhưng mà vì không để muội muội lo lắng hay là làm bộ như làm bộ dạng như không có gì người đường tỉ tỉ bản lãnh lớn vô cùng làm sao lại thụ thương vừa rồi chỉ là cố ý để cho tên kia bằng không chỉ bằng tên kia có thể cùng ta đánh lâu như vậy, đường ngưng tâm lau miệng sừng máu tươi, không hề lo lắng nói. Tần Diệu Yên nghe nói như thế, lập tức không khỏi ngang nàng một mắt liền. Người sẽ trang đầu to tỏi. Cửa Nam Phi Sương xác nhận thương thế của mọi người cũng không chí mạng sau đó. Thân hình hóa thành một đạo kiếm quang. Bay vào tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh trong đại quân, trong lúc nhất thời. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh trong đại quân huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu dê liên hồi tần diệu yên nhìn xem đạo kia tại tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh trong đại quân ngang dọc thân ảnh trong lòng không khỏi một trận hàn ý dâng lên từ lần trước bị bạch y sở kiếm thu từ âm mộc tông đại quân trong vòng vây cứu ra sau đó tiểu nha đầu này tựa hồ thật sự thì thay đổi về mặt tâm trí trở nên càng lúc càng giống sở kiếm thu hơn nữa thủ đoạn so với sở kiếm thu càng thêm lạnh lẽo vốn là tại chiến đấu lúc bắt đầu Tần Diệu Yên còn tưởng rằng nàng là bởi vì sợ. Cho nên mới không có tham gia chiến đấu. Lại nghĩ không ra tiểu nha đầu này thế mà vẫn luôn đang chờ cái này một kích trí mạng cơ. Hội thâm trầm như vậy cùng ẩn nhẫn thật là làm cho người đáng sợ. Hơn nữa nàng thủ đoạn này cùng sở kiếm thu nhìn như tương tự. Nhưng mà trên thực chất lại có khác biệt rất lớn nếu như là đổi lại sở kiếm thu. Đại khái sẽ không để cho bọn hắn lâm vào trong hiểm cảnh như thế, hẳn là sẽ sớm hơn một khắc ra tay rồi. Tần Diệu Yên nhìn một chút đạo quần áo đen kia thân ảnh, cảm giác tiểu nha đầu này đều trở nên có chút để cho người ta không nhận ra cùng so sánh. Nàng càng ưa thích trước kia cái kia Thiên Chân Vô Tà cửa Nam Phi xương. Chương 713 chiến thắng. Bất quá Tần Diệu Yên cũng không có lo lắng quá mức cửa Nam Phi xương tâm tính sẽ thành hỏng dù sao nàng vẫn là tại sở kiếm thu dạy bảo dưới ảnh hưởng, tần diệu yên không tin người khác. Chẳng lẽ còn không tin sở kiếm thu không thành? Mặc dù tên kia làm việc có khi rất để cho người ta nổi nóng. Nhưng mà cách làm người của hắn lại có thể để cho người ta hoàn toàn tín nhiệm cùng yên tâm. Sau khi Hoa Vĩnh bị đánh giết tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân nguyên bản là ở vào rắn mất đầu hoàn cảnh, lúc này lại thêm cửa nam phi xương cái này tuyệt đỉnh cao thủ ra nhập vào, trong lúc nhất thời, tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân bị giết đến gà. Bay chó chạy, quân lính tan rã Đang bị giết hơn phân nửa võ giả sau đó. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân triệt để sụp đổ. Nhưng mà tại thần tiễn quân vây quanh dưới, bọn hắn lại trốn không thoát. Cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Cốc lương hoàng trực tiếp bị cửa nam phi xương bắt sống. Sau khi hắn khàn cả giọng mà cuồng khiếu một hồi cửa Nam Phi Sương trực tiếp đem hắn một kiếm cho bổ, lười nhắc nghe hắn ồn áo. Đối với cửa Nam Phi Sương trực tiếp đánh giết Cốc Lương Hoàng. Tần Diệu Yên bọn người ngược lại là cũng không có ý kiến, Cốc Lương Hoàng phản bội huyền kiếm. Tông làm ra loại này phát dồ sự tình, vốn là chết chưa hết tội. Chỉ là vừa tới, Tần Diệu Yên càng thêm kiến thức đến cửa Nam Phi Sương sát phạt quả đoán. Tiểu nha đầu này tại một kiếm chém giết cốc lương hoàng lúc ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, giống như bóp chết một cái không đáng kể giống như con kiến. Xem ra tiểu nha đầu này thật sự thay đổi, không bao giờ lại là lấy trước kia cái hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Bất quá cửa Nam Phi xương mặc dù đối với địch nhân tâm ngoan thủ Lạt. Đối bọn hắn những thứ này huyền kiếm tông chính mình người. Ngược lại là không có biến hóa quá nhiều, vẫn là giống như kiểu trước đây thân cận những. Người này xử lý như thế nào? thần đồ phi xiết chỉ chỉ những cái kia đầu hàng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại. Quân hỏi, hắn mặc dù là lần này đóng giữ vạn thạch thành chủ tướng. Nhưng mà tại trên đề cập tới một chút đại sự quyết sách, hắn vẫn sẽ trưng cầu đám người ý kiến. Dù sao Tần Diệu Yên là trưởng bối huyền kiếm tông, cửa nam phi xương. Đường ngưng tâm cùng cửa nam lãng những người này không có chỗ nào mà không phải là sở kiếm thu. Bên cạnh người thân nhất người. Thân đồ Phi Siết trước mắt mặc dù cũng thuộc về sở kiếm thu người thân nhất dòng chính. Nhưng mà cùng những người này cùng sở kiếm thu quan hệ so sánh. Dù sao vẫn là kém rất nhiều, Thân đồ Phi Siết đối với những chuyện này phân tắc bên trên. Vẫn là nắm cực kỳ rõ ràng. Có chỗ tốt gì lý, trực tiếp giết a à, cửa. Nam Phi Sương liếc qua những cái kia đầu hàng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân, lạnh lùng nói, những người này thừa dịp huyền kiếm tông thời khắc nguy hiểm nhất tới đánh. Lén, nguyên bản là tội đáng chết vạn lần. Cửa Nam Phi Sương lúc này chính là bởi vì chiến huống của tiên tuyến không rõ. Đối với sở kiếm thu thập phần lo lắng, tâm tình mười phần không tốt thời điểm. Trong lòng lệ khí đang nổi, những người này ở đây thời khắc thế này đụng vào. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt quả ăn cửa nam lãng là một cái không có chủ kiến người ngoại trừ đối với sở kiếm thu nói gì nghe nấy đối với muội muội mình cũng là ngoan ngoãn phục tùng tất nhiên cửa nam phi xương nói muốn đem những người này giết hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối thân đồ phi siết nghe vậy lập tức không khỏi có chút khó khăn mặc dù thần tiễn quân trên chiến trường đối với địch nhân sẽ không thủ hạ lưu tình nhưng mà cũng rất ít sẽ chém giết hàng binh hoặc là tại nghiền ép một phen sau đó tùy ý bọn hắn rời đi hoặc là hợp nhất sau đó vứt xuống đắng trong doanh huấn luyện về sau sống hay chết toàn bằng biểu hiện của bọn hắn chúng ta cũng không hiểu trong quân doanh sự tình không cần bận tâm ý kiến của chúng ta các ngươi trước kia là xử lý như thế nào cứ dựa theo trước kia lệ cũ tới xử lý a tần diệu yên nói tại loại này quân chính đại sự bên trên Tần Diệu Yên cũng không thể tùy ý cửa Nam Phi Xương tùy hứng làm ẩu, Tần Diệu Yên mặc dù không hiểu trong quân danh sự tình, nhưng mà dựa theo nàng đối với Sở Kiếm Thu hiểu rõ. Sở Kiếm Thu tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồ sát hàng binh. Nhưng mà nàng lại sợ đây chỉ là chính mình chủ quan phỏng đoán, tùy tiện làm chủ lầm đại sự. Cho nên cuối cùng vẫn đem quyền quyết định giao về thân đồ Phi Siết, để cho chính hắn làm quyết định. Thân Đồ Phi Siết dù sao cũng là thần tiễn quân một khúc chủ tướng. Đối với trong quân đại sự hẳn sẽ không lạ lẫm, Thân Đồ Phi Siết nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói, vậy thì tạm thời bắt giữ, đợi đến Sở Sư huynh trở về thời điểm lại làm quyết định. Đối với Thân Đồ Phi Siết quyết định, cửa Nam Phi Xương cũng không có ý kiến gì. Nàng vừa rồi chẳng qua là nhất thời tức giận chi ngôn trong quân đại sự quyết định. Nàng tự nhiên sẽ không chân chính đi nhúng tay nếu như nàng đi tùy tiện nhúng tay trong quân sự vụ mà nói nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không cao hứng sở kiếm thu tại trong quân doanh ngủ suốt ba ngày lúc này mới tỉnh lại không nghỉ ngơi mà phi hành hơn trăm vạn dặm khoảng cách sở kiếm thu chẳng những trên thân thể cực kỳ mệt mỏi trên tinh thần cũng là hao tổn cực lớn hơn nữa tại trong bí cảnh ba cái kia nhiều tháng qua tinh thần cũng là một mực căng thẳng cao độ lấy cho tới bây giờ liền chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua bây giờ về tới huyền kiếm tông cái này trong đại bản doanh hắn cuối cùng có thể an tâm ngủ một giấc mặc dù trước mắt u lương quốc đại quân vẫn tại một bên mắt nhìn chằm chằm nhưng mà điểm ấy uy hát yêu ta tại sở kiếm thu xem ra nhưng căn bản cũng không tính là gì lúc sở kiếm thu tại trong quân trướng ngủ say huyền kiếm tông đại quân cũng là độ cao đề phòng phòng ngừa u lương quốc đại quân đột kích trong thời gian này mặc dù tả khưu văn bọn người đối với sở kiếm thu tình trạng có chút lo lắng bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp sở kiếm thu vừa ngủ ngủ thời gian lâu như vậy nhưng mà bọn hắn mặc dù trong lòng lo lắng thế nhưng là cũng không dám đi vào quấy giày sở kiếm thu tả khưu thương chúc mấy lần muốn đi vào nhưng cuối cùng đều vẫn là nhịn được sở kiếm thu từ quân trướng bên trong sau khi ra ngoài đầu tiên làm chính là dẫn dắt huyền kiếm tông các đại quân doanh thẳng đến U Lương Quốc Đại. Quân đại bản doanh, đem U Lương Quốc Đại quân đánh tan. Tại mấy chục cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi phối hợp xuống. Lại thêm đã thay đổi quần áo trang bị mới huyền kiếm tông đại quân công kích. U Lương Quốc Đại quân căn bản là không có chút nào sức chống cự, bị giết đến đại bại thua thiệt. Thiên cương cảnh cường giả cuối cùng cơ hồ bị giết sạch, cuối cùng chỉ có hai người trốn thoát hơn nữa hai người vẫn là sở kiếm thu cố ý thả đi sử nguyên khải cũng bị sở kiếm thu trọng thương sử nguyên khải thực lực mặc dù cực kỳ cường đại nhưng mà cũng liền cùng sở kiếm thu vô cấu phân thân tương xứng nhưng cùng sở kiếm thu bản tôn so sánh nhưng lại xa xa không phải là đối thủ bất quá sử nguyên khải mặc dù bị sở kiếm thu trọng thương nhưng mà sở kiếm thu nhưng cũng không giết được hắn ra hỏa này thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh sở kiếm thu đang thi triển đủ loại đòn sát thủ tình huống phía dưới cuối cùng vẫn bị hắn trốn sở kiếm thu tại đánh tan u lương quốc đại quân sau đó liền dẫn lĩnh đám người bắt đầu trở về vạn thạch thành đến nỗi tiếng thông gieo quốc cùng u lương quốc đường biên giới bên trên sở kiếm thu chỉ để lại bộ phận đại quân đóng quân phần lớn đại quân theo sở kiếm thu cùng một chỗ trở về vạn thạch thành phụ cận tĩnh dưỡng chủ thượng, vì sao chúng ta không nhất cổ tác khí? Hoàn toàn tiêu diệt U Lương Quốc đại quân tại. Trở về trên đường, Lương Nhạn Linh rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, U Lương Quốc đại quân đã bại hoàn toàn. Căn bản là không có sức chống cự, lấy bọn hắn Huyền Kiếm Tông thực lực trước mắt. Hoàn toàn có năng lực toàn diệt U Lương Quốc đại quân. Chương 714 cổ tu đang cùng u lương quốc đại quân đánh lâu như vậy bộ hạ chiến tổn nghiêm trọng lương nhạn linh trong lòng sớm đã nhẫn nhịn một cỗ ác khí hận không thể toàn diệt quân địch mới giải mối hận trong lòng sở kiếm thu liếc qua lương nhạn linh coi lại một mắt đám người nhìn thấy trong mắt mọi người đều có thần sắc nghi hoặc rõ ràng tất cả mọi người muốn biết sở kiếm thu làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì sở kiếm thu cũng không có dấu giếm giải thích nói suy cho cùng vẫn là bởi vì bây giờ chúng ta Huyền Kiếm Tông thực lực còn quá yếu. Lần này nếu như hoàn toàn tiêu diệt hết U Lương Quốc đại quân, chúng ta kế tiếp đối mặt sẽ là huyết ảnh liên minh tầng thứ cao hơn sức mạnh. Bằng vào chúng ta Huyền Kiếm Tông thực lực trước mắt, còn chưa đủ cùng huyết ảnh liên minh tầng thứ cao hơn sức mạnh đối kháng. Lưu lại U Lương Quốc đại quân, kỳ thực chính là đang vì chúng ta Huyền Kiếm Tông đánh một yểm. Hộ nếu như lần này tiêu diệt hết U Lương Quốc đại quân. Một khi huyết ảnh liên minh điều động tầng thứ cao hơn sức mạnh đến đây. Không phải chúng ta huyền kiếm tông hiện nay có thể ngăn cản được. Cho nên không chỉ mình lần này chúng ta không thể toàn diệt U Lương Quốc đại quân. Tại sau này trong chiến tranh cũng không thể đối bọn hắn đổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy không đến mức bại lộ chúng ta huyền kiếm tông quá nhiều thực lực. Từ đó gây nên huyết ảnh liên minh cao tầng chú ý thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này tôi luyện chúng ta huyền kiếm tông đại quân sức chiến đấu. U lương quốc đại quân không tính quá mạnh nhưng mà cũng không tính yếu. Đúng lúc là một cái luyện quân đối thủ tốt nghe. Được sở kiếm thu lần này sau khi giải thích trong lòng mọi người lúc này mới chợt hiểu. Tần Diệu Yên bọn người ở tại vừa mới đánh bại tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân. Không lâu thì thấy đến sở kiếm thu mang theo đám người trở lại vạn thạch thành lập tức không khỏi đại hỉ. Tại nhìn thấy sở kiếm thu bọn người xuất hiện một khắc này. Tần Diệu Yên bọn người liền biết huyền kiếm tông chiến thắng. Cái này mấy tháng tới nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông ra. Tần Diệu Yên vui vẻ đi qua, nhưng lại vây quanh sở kiếm thu chuyển hơn nửa ngày. Nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không giống nhau, ta. Cũng cảm thấy, giống như không có như vậy tao bao, đường ngưng tâm cũng là liên tục gật đầu nói. Cái kia Bạch Y Sở Kiếm Thu một bộ bộ dáng tiên khí lung lay. Hôm nay Sở Kiếm Thu đổi một bộ quần áo. Giống như càng tiếp địa khí chút, Sở Kiếm Thu nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Án lấy Đường Ngưng Tâm đầu hung hăng vuốt vuốt căm tức nói, làm sao nói chuyện. Đi qua Tần Diệu Yên cùng Đường Ngưng Tâm một thuyết này. Cửa Nam Phi Xương cũng cảm giác hôm nay Sở Kiếm Thu có chút không giống nhau lắm, nhưng mà trong nội tâm nàng đối với sở kiếm thu mười phần sùng kính nói chuyện đương nhiên sẽ không giống đường ngưng tâm làm càn như vậy đi qua tả khưu văn bọn người một phen sau khi giải thích tần diệu yên bọn người thế mới biết nguyên lai like trước mắt cái này cũng không phải bạch y sở kiếm thu mà là sở kiếm thu bản tôn trở về tần diệu yên lập tức vừa mừng vừa sợ sở kiếm thu vừa đi mấy năm bặt vô âm tín Bạch y sở kiếm thu lại không quá chịu nói liên quan tới chính mình bản tôn sự tính. Đối với sở kiếm thu bản tôn, tần diệu yên kỳ thật vẫn là có mấy phần mong nhớ cùng lo lắng. Bây giờ nhìn thấy sở kiếm thu bản tôn không việc gì trở về. Tần diệu yên trong lòng tự nhiên rất là vui vẻ. Song phương cùng nhau tự đi qua, thân đồ phi xiết liền đi lên bẩm báo quân tình. Đem tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh tiến đánh vạn thạch thành sự tình nói một lần, nghe được thân đồ phi xiết lời nói, sắc mặt của mọi người hoàn toàn âm trầm xuống. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh loại này tam lưu mặt hàng thế mà dám can đảm ở loại. Thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mặc dù đầu đảng tội ác đã đền tội, nhưng mà sở kiếm thu lại cũng không định bỏ qua cho những người còn lại. Vừa vặn hắn còn không biết làm sao tìm được cái cớ diệt tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh bây giờ tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh ngược lại là đem mượn cớ cho đưa tới cửa đi qua cùng u lương quốc trận đại chiến này huyền kiếm tông các đại quân danh hao tổn không thiếu nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn mộ lính hơn nữa huyền kiếm tông lúc đầu quân đội quy mô cũng nhỏ một chút trước đó bởi vì bị giới hạn tài nguyên nguyên nhân nuôi không nổi khổng lồ như vậy quân đội cho nên sở kiếm thu cũng vẫn không có tăng cường quân bị dự định nhưng mà kể từ theo trong bí cảnh sau khi đi ra tài nguyên phương diện đã không còn là chế ước nhân tố lấy sở kiếm thu tại trong bí cảnh đạt được tài nguyên dù cho nuôi một cái trăm vạn hùng binh cũng là dư xài sở kiếm thu nguyên bản là suy nghĩ chiêu binh mãi mã mở rộng quân ngũ nghĩ không ra tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh cái này liền đem mượn cớ đưa đi lên thực sự là ngủ gật sẽ đưa gối đầu a Sở kiếm thu lập tức tự mình dẫn dắt đại quân quay đầu tới. Hướng tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh xuất phát đi qua cổ. Tu hôm nay vẫn luôn là tâm thần không yên. Sau khi hoa vĩnh xuất quân tiến đánh huyền kiếm tông, hắn liền một mực nơm nớp lo sợ. Hắn luôn cảm thấy huyền kiếm tông sẽ không dễ dàng như vậy bại, mặc dù hắn phái người dò xét. Biết huyền kiếm tông cùng U Lương Quốc ở tiên tiến đánh 10 phần kịch liệt đã đến trình độ sơn cùng thủy tận bất quá ngay cả như vậy hắn đều cảm giác không thể an tâm huyền kiếm tông thật sự là quá cường đại liền âm mộc tông đều không phải là bọn hắn đối thủ bây giờ còn cùng u lương quốc loại quái vật khổng lồ này đánh có qua có lại nếu như huyền kiếm tông không chết chỉ cần biết bọn hắn tập kích sự tình vạn thạch thành tất nhiên không chịu bỏ qua lấy tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh thế lực căn bản không có khả năng ngăn cản được huyền kiếm tông tiến công. Cổ tu trong lòng âm thầm có mấy phần hối hận. Không nên như vậy qua loa đồng ý hoa vĩnh xuất binh, cổ tu đang tại tâm thần không yên thời. Điểm, trong tay thông tin ngọc phù chấn chấn, cổ tu đem thần niệm thấm vào. Đọc đến trong đó tin tức, sau một khắc, cổ tu sắc mặt không khỏi biến đổi. Hoa vĩnh bại, một vạn tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân tinh nhuệ tuy nhiên bị Huyền Kiếm Tông chỉ là một ngàn quân coi giữ cho đánh bại Huyền Kiếm Tông quả nhiên vẫn là như vậy thâm bất khả chắc cổ tu âm thầm cầu nguyện Huyền Kiếm Tông cùng U Lương Quốc chiến tranh có thể nhất định không thể thắng a chỉ cần Huyền Kiếm Tông tại cùng U Lương quốc trong chiến tranh thua trận liền không ai có thể lực tới tiến đánh bọn hắn đáng tiếc trời không tại lòng người không lâu sau đó cổ tu lần nữa nhận được tin tức lần này là từ huyền kiếm tông cùng U Lương Quốc giao chiến trên chiến trường truyền tới, nhìn. Chầm chầm trong tay đưa tin Ngọc Phù, cổ tu trên mặt lấy làm kinh ngạc. U Lương Quốc đại quân thế mà bại, cái này sao có thể? Phải biết, đây chính là huyết ảnh liên minh thượng đẳng nước phụ thuộc. Xa không phải tiếng thông gieo quốc loại ngày này nguyệt trai trung đẳng nước phụ thuộc thực lực. Có thể so sánh, mạnh mẽ như vậy đại quân, làm sao lại thua ở thủ hạ huyền kiếm tông? Cổ tu khiếp sợ trong lòng e rằng lấy phục thêm. Tiếp đó trong lòng lại là một mảnh sợ hãi cùng chán nản, xong. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh lần này xong, tất nhiên huyền kiếm tông chiến thắng. Kế tiếp liền không khả năng buông tha bọn hắn tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh. Không lâu sau đó, hắn quả nhiên nhận được tin tức. Huyền kiếm tông đại quân chính hạo hạo đung đưa hướng bọn hắn tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh xuất phát mà đến, sau khi huyền kiếm tông đại quân đến. Cổ tu cũng không có làm quá nhiều chống cự, lập tức liền mở cửa đầu hàng. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh mặc dù đại quân số lượng không thiếu. Hơn nữa thiên cương cảnh võ giả cũng có không sai biệt lắm gần tới 10 người. Nhưng mà cổ tu lại biết chỉ bằng vào như thế điểm lực lượng căn bản không có khả năng cùng. Chiến thắng U Lương Quốc đại quân huyền kiếm tông chống lại. Chương 715 tăng cường quân bị chi bàn bạc. Cùng cùng Huyền kiếm tông ăn thua đủ làm hy sinh vô vị, còn không bằng nhanh chóng đầu hàng. Có lẽ còn có thể lấy công chuộc tội. Huyền kiếm tông làm việc mặc dù có khi có chút bá đạo, nhưng lại tuyệt không phải người hiếu sát đối với đầu hàng thế lực. Trừ phi đối phương là một chút cùng hung cực ác chi đồ, bằng không bình thường đều sẽ không lạm sát. Nhìn thấy tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh thức thời như vậy, Sở Kiếm Thu cũng không có làm quá nhiều khó xử, chỉ là lưu lại người tới hợp nhất tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân cùng lãnh. Địa liền dẫn quân quay trở về Vạn Thành Đá. Đương nhiên, Sở Kiếm Thu sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, đó là bởi vì tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân không có đối với Huyền Kiếm Tông. Tạo thành tổn thất quá lớn mất tình huống phía dưới, nếu như Tần Diệu Yên đường ngưng tâm cùng cửa nam phi xương trong những người này bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Toàn bộ tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh cao tầng đều không đủ sở kiếm thu chém. Sau khi chiếm đoạt tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh lãnh địa, toàn bộ tiếng thông gieo quốc phần lớn cương vực đều đã rơi vào huyền kiếm tông trong tay. Tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân số lượng cũng có mười mấy vạn bất quá sở kiếm thu cũng không có đem những đại quân này trực tiếp nhập vào bây giờ huyền kiếm tông các đại trong quân doanh bởi vì bây giờ huyền kiếm tông các đại quân doanh vô luận là thần tiễn quân cơ quan doanh hỏa phù doanh vẫn là đắng doanh không có chỗ nào mà không phải là bách chiến chi sư mặc dù bởi vì cùng u lương quốc đại chiến hao tổn không thiếu nhưng mà cũng bởi vì chiến tranh tẩy lễ những thứ này còn dư lại quân đội chẳng những chiến lực không có hao tổn bao nhiêu ngược lại chỉnh thể chiến lực có chỗ đề thăng mỗi một cái tướng sĩ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nếu là lập tức đem tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh những đại quân này hợp nhất đi vào mặc dù đối với các đại quân doanh nhân viên là bổ sung nhưng mà đối với chỉnh thể chiến lực chưa hẳn lại bởi vậy đề thăng nói không chừng bởi vì những người này liên lụy chiến lực ngược lại giảm xuống dù sao huyền kiếm tông những thứ này đại quân tinh nhuệ hoàn toàn không phải tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh những giấy này dán quân đội có thể so sánh vô luận là chỉnh thể chiến lực vẫn là cá nhân chiến đấu tố chất sở kiếm thu lại đơn độc xếp đạt một cái quân doanh dự bị doanh cái dự bị doanh không chỉ mình này là dùng để an trí tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh cái này mười mấy vạn đại quân cũng là dùng để an trí tân binh sau khi có cái này mười mấy vạn tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân bổ sung. Sở kiếm thu vẫn chưa đủ, vẫn còn tiếp tục chiêu binh mãi mã, nhìn thấy sở kiếm thu như thế một. Phen đại động tác, vô luận là tả khưu văn, đường Ngọc Sơn vẫn là hạ u hoàng. Cũng không khỏi trong lòng một hồi sầu lo. Uy, sở kiếm thu, khổng lồ như vậy một chi quân đội, ngươi nuôi được sao, hạ? U hoàng rất là hoài nghi nhìn xem sở kiếm thu nói sau khi đánh lui u lương quốc đại quân sở kiếm thu liền để người đem hạ u hoàng từ huyền kiếm thành nhận lấy dù sao tiếp xuống sau nhóm xây dựng động tác không nhỏ sở kiếm thu không có nhiều như vậy tinh lực bận tâm được hơn nữa ở phía sau nhóm tài vụ phương diện này đích xác không sánh được hạ u hoàng thiên phú vì làm việc thuận tiện chỉ có thể để cho hạ u hoàng từ huyền kiếm thành tới đúng Vậy a, à, sở sư điệt cứ như vậy, động tác có thể hay không quá lớn, đường. Ngọc Sơn cũng là có mấy phần lo âu nói, bởi vì dựa theo sở kiếm thu dự định, là muốn đem Huyền Kiếm Tông tăng cường quân bị đến 30 vạn, 30 vạn đại quân. Cái này so với thượng đẳng nước phụ thuộc quân đội số lượng đều muốn cực lớn. Quân phí chi tiêu thế nhưng là một bút khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Trước đây vẻn vẹn nuôi sống Huyền Kiếm Tông không đến 10 vạn người đại quân huyền kiếm tông tài lực đều còn giật gấu vá vai. Lại càng không cần phải nói nuôi sống 30 vạn đại quân. Phải biết huyền kiếm tông bồi dưỡng quân đội đều là bất kể chi phí. Thật nhiều thật nhiều tài nguyên điền vào đi. Lúc này mới có bây giờ huyền kiếm tông đại quân tinh nhuệ. Đường Ngọc Sơn cũng không muốn dưỡng ra tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân phế. Vật như thế, giống tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh đại quân quân đội như thế số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích trên chiến trường một cái xung kích liền lập tức hỏng mất. Như thế quân đội tại đường Ngọc Sơn xem ra căn bản chính là lãng phí tài nguyên. Lãng phí lương thực, cùng đem lãng phí tài nguyên tại những cái kia phế vật trên thân. Còn không bằng đem có hạn tài nguyên quăng tại trước mắt huyền kiếm tông đại quân trên thân. Dạng này cũng có thể dùng đắc huyền kiếm tông đại quân chiến lực nâng cao một bước. Ngược lại vô luận như thế nào, ta thần tiễn quân một khối linh thạch cũng không thể. Thiếu, Lương Nhạn linh lạnh mặt nói. Nàng đánh trong đáy lòng xem thường tiếng thông gieo quốc tông phái liên minh những phế vật kia. Cũng không muốn những phế vật kia đem vốn nên nên thuộc về bọn hắn thần tiễn quân tài nguyên cho phân đi, cơ quan doanh thường ngày chi tiêu tiêu xài cũng là rất lớn. Chủ thượng cũng không thể đem cơ quan doanh tài nguyên chém bằng không, không có linh thạch những cái kia chiến thuyền cũng đánh không xuất pháo tới trương thành cũng là cẩn thận từng ly từng tí nói tại cao cấp như vậy trên đại hội trương thành là có chút thấp thỏm dù sao hắn chỉ là từ một cái nhất là không quan trọng tiểu binh bằng vào viễn siêu thường nhân cố gắng cùng gian khổ từng bước từng bước đi đến hôm nay trên vị trí này tại dĩ vãng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình có một ngày lại có thể đưa thân huyền kiếm tông cao tầng, tại cao cấp như vậy nghị sự trên đại hội có một chỗ cắm rồi. Mặc dù Trương Thành rất chân quý cái này kiếm không dễ thành quà, nhưng mà tại đề cập tới quân doanh mình lợi ích lúc, cũng sẽ không nhượng bộ, dù sao hắn bây giờ cũng không phải đại biểu chính hắn một người. Còn đại biểu cho cơ quan doanh mấy ngàn tên theo hắn cùng một chỗ vào sinh ra tử huynh đệ. Chủ thượng, chúng ta đắng doanh từ trước đến nay chiếm dụng tài nguyên là ít nhất ngài cũng không thể đem chúng ta đắng doanh vẻn vẹn có điểm này tài nguyên đều chém đứt a cam khắc cũng là khóc kể lể lần này cùng u lương quốc đại chiến đi qua hắn đã bị sở kiếm thu chính thức thăng làm đắng doanh chủ tướng tự nhiên cũng phải vì dưới tay huynh đệ suy tính một chút nhìn xem cái này từng cái kẻ khổ tất cả quân tướng lĩnh sở kiếm thu cũng không khỏi có mấy phần giờ khóc giờ cười những người này từng cái cho là mình tăng cường quân bị là muốn từ trong tay bọn họ móc tài. Nguyên, cho nên phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy, bất quá sở kiếm thu cũng không trách bọn. Hắn, dù sao sở kiếm thu cũng biết dưỡng ra một chi đại quân tinh nhuệ cần đầu nhập cỡ nào cực. Lớn tài nguyên, hạ U Hoàng liền ba ngày hai đầu tìm hắn kể khổ, bởi vì U Hoàng các kiếm tiền mặc dù nhanh. Nhưng cũng không chịu được các đại quân doanh dùng tiền như nước chảy đại lượng tiêu xài tài chính bên trên thường xuyên đã vào được thì không ra được đây vẫn là hạ u hoàng đối với u hoàng các kinh doanh có độ mỗi ngày đều có lượng lớn thu vào tình huống phía dưới nếu như không có u hoàng các mỗi ngày đại lượng thu vào huyền kiếm tông căn bản là chống đỡ không nổi như thế lượng lớn tiêu hao dù sao huyền kiếm tông trước mắt thực hành quân công quy định đối với tài nguyên tiêu hao chi lớn không cách nào tưởng tượng chỉ cần nhìn một chút trương thành tấn thăng chi lộ liền có thể thấy đốm, Trương Thành tại ban đầu chỉ là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh võ giả. Tại trong ngắn ngủi thời gian 3 năm, lấy khó có thể tưởng tượng đột phá tốc độ đột phá đến nguyên đan cảnh. Ở trong đó tất nhiên cùng Trương Thành tự thân vượt qua thường nhân cố gắng không thể rời bỏ. Nhưng mà càng cùng Huyền kiếm tông số lượng cao tài nguyên tu luyện đầu nhập không thể rời bỏ. Phải biết Trương Thành cũng không phải sở kiếm thu loại này yêu nghiệt vô cùng thiên chi kiêu tử, mà chỉ là một cái tư chất lại bình thường bất quá võ giả, nếu như không có như thế đại lượng. Tài nguyên đầu nhập Trương Thành căn bản cũng không có thể làm đến bước này. Trương 716 không phải liền là tiền sao lão tử ở đây rất nhiều. Mà giống Trương Thành loại tình huống này người. Huyền kiếm tông các đại trong quân doanh còn có mấy vạn người. Đem một chút cảnh giới thấp tư chất bình thường võ giả bồi dưỡng thành bây giờ huyền kiếm tông. Dạng này một chi đại quân tinh nhuệ, trong đó trả tài nguyên to lớn, có thể tưởng tượng được. Cũng chính bởi vì vậy, Huyền Kiếm Tông mỗi người mới có thể như thế quyết một lòng đuổi theo. Huyền Kiếm Tông cao tầng bước chân, lực ngưng tụ cao khó có thể tưởng tượng. Sở Kiếm Thu quét đám người một mắt, khẽ cười nói, đại gia đều có thể yên tâm. Tăng cường quân bị tuyệt đối sẽ không từ trong các vị quân doanh phân phối tài nguyên cát. Xén, hơn nữa từ nay về sau, quân công ban thưởng gấp bội nghe được sở kiếm thu lời này sau đó mọi người nhất thời choáng váng huyền kiếm tông trước mắt quân công ban thưởng phong phú đã đầy đủ kinh người đám người tin tưởng cho dù là nam châu những cái kia siêu cấp đại tông môn cũng xa xa không cách nào cùng bọn hắn quân công ban thưởng phong phú so sánh bởi vì tầm thường tông môn tài nguyên đều biết hướng trong tông môn thiên tư kiệt xuất đệ tử yêu tiên một số nhỏ người được hưởng phần lớn tài nguyên có rất ít giống huyền kiếm tông công bình như vậy hết thảy tài nguyên toàn bằng quân công hối đoái chỉ cần có đầy đủ quân công tại huyền kiếm tông liền có thể thu được hết thảy dù cho tư chất tối người tầm thường cũng đối xử như nhau chưa từng bất công dù cho bình thường nhất sĩ tốt bằng vào cố gắng của mình đều đồng dạng có quật khởi hy vọng vô luận là công pháp vẫn là đan dược thậm chí là có thể thay đổi tự thân tư chất tẩy tủy phạt cốt phù cũng có thể thông qua cố gắng của mình tới thu được mỗi một điểm quân công. Đủ khả năng đổi được tài nguyên là khó có thể tưởng tượng. Tại phong phú như vậy quân công ban thưởng dưới chế độ. Còn muốn tại trên cơ sở ban đầu gấp bội. Cái này cần thiết chi tiêu tài nguyên đám người quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ. Kiếm thu, người cũng đừng tùy tiện khoe khoang khoác lác. ta U Hoàng các nhưng không có nhiều tiền như vậy. Hạ U Hoàng nghe được sở kiếm thu lời này sau đó lập tức căm tức đạo. Mặc dù U Hoàng các đi qua mấy năm này khuếch trương, sinh ý xa không phải ba năm trước đây có thể so sánh. Không chỉ mình tại Tùng Đào quốc bên trong thâm căn cố đế, hơn nữa hướng về bắc xuyên qua Phong Hàn quốc, tại trong thượng thanh tông nhiều cái nước phụ thuộc đều sắp đặt phân đường. Đi về phía nam xuyên qua Minh Đạt Vương quốc tại nhật nguyệt trai cảnh nội khuếch tán trong ba năm này u hoàng các sinh ý không sai biệt lắm trải rộng thượng thanh tông cùng nhật nguyệt trai đại bộ phận cương vực bất quá bởi vì huyền kiếm tông thực lực có hạn u hoàng các sinh ý cũng không dám phô trương quá mức chỉ là buôn bán một chút thông thường bảo vật lấy lượng giành thắng lợi không dám giống tại tùng đào quốc dạng này bán ra một chút chân quý đan dược và linh phù dù sao tại cái khác trong quốc gia cũng không giống như tại Tùng Đào quốc dạng này. Có thể điều động đại quân tiến vào bảo hộ chính mình lợi ích. Tại Tùng Đào quốc chi cho nên có thể làm như vậy. Là bởi vì Tùng Đào quốc nguyên bản là ở vào Tam Phương Tiếp Giáp Phạm Vi thế lực. Hỗn loạn không chịu nổi, cũng không phải thuần túy thuộc về Nhật Nguyệt trai lãnh địa. Nếu như Huyền Kiếm Tông dám can đảm ở khác quốc độ giống tại Tùng Đào quốc dạng này điều động đại quân tiến vào ắt sẽ bốc lên chiến tranh mặc dù bình thường giống nhật nguyệt trai cùng thượng thanh tông loại này khổng lồ tông môn sẽ rất ít đi để ý tới phía dưới những thứ này nước phụ thuộc ở giữa tiểu đà tiểu nháo nhưng mà sở kiếm thu cũng không thể làm được quá phận bằng không một khi gây nên công phẫn mà nói cũng rất dễ dàng thu nhận hợp nhau tấn công huyền kiếm tông còn không có cường đại đến tình cảnh có thể đơn đấu đông đảo nước phụ thuộc nhưng mà ứng đối một cái u lương quốc cũng đã quá sức sở kiếm thu nghe nói như thế không khỏi có mấy phần lúng túng bởi vì mấy năm qua này huyền kiếm tông tài chính đích xác một mực là hạ u hoàng tại chống đỡ không có hạ u hoàng mà nói huyền kiếm tông cũng phát triển không đến bây giờ tình trạng này cho nên vô luận hạ u hoàng như thế nào xịt hắn sở kiếm thu cũng chỉ có thể nhịn hơn nữa hắn cùng một nữ nhân tính toán cái gì ngươi yên tâm lần này không cần các ngươi u hoàng các xuất tiền sở kiếm thu vung tay lên không để ý chút nào nói hiện tại hắn tài đại khí thô cuối cùng có thể tại trước mặt hạ u hoàng ngạnh khí một thanh hạ u hoàng liếc hắn một mắt cười lạnh nói đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng đừng lại để van cầu lão nương sở kiếm thu không khỏi không còn gì để nói này nương môn tại trong mấy năm này tính cách thật đúng là vạm vỡ không thiếu ngay cả lão nương danh sưng như thế này đều đi ra, đặt ở mấy năm trước. Đây là không cách nào tưởng tượng. Sở kiếm thu không khỏi có mấy phần hoài niệm mấy năm trước cái kia ôn nhu săn sóc hạ u. Hoàng, nàng bây giờ ánh mắt này tính là cái gì? Mười phần một cái công việc quản gia tiểu tức phụ nhìn xem vô năng trượng phu một dạng. Sở kiếm thu nơi nào chịu được cái này ủy khuất lập tức vung tay lên. Một tòa giống như như ngọn núi nhỏ ngũ phẩm linh thạch xuất hiện trước người, cái. Này có đủ hay không? Sở Kiếm Thu một mặt đắc ý nhìn xem Hạ U Hoàng nói, nói: "Lần này không cần các ngươi U Hoàng các tiền cũng không cần, không phải liền là tiền sao?" "Lão tử ở đây rất nhiều." Nhìn xem Sở Kiếm Thu trước người xuất hiện tòa kia giống như như ngọn núi nhỏ ngũ phẩm linh thạch, mọi người nhất thời con mắt cũng không khỏi thẳng đám người vốn cho là sở kiếm thu ban đầu ở biên cảnh trên chiến trường lấy ra cái kia hơn trăm. Vạn khối ngũ phẩm linh thạch đã đầy đủ kinh người. Nghĩ không ra sở kiếm thu hàng tồn xa xa không chỉ như thế. Xem sở kiếm thu trước người chất đống tòa kia ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn. Sợ không có hơn ngàn vạn khối nhiều, một nghìn vạn khối ngũ phẩm linh thạch đây là khái niệm gì? Cái này so với huyền kiếm tông trước đây tài phú cộng lại đều muốn nhiều mấy chục lần a à? hạ u hoàng cũng bị trước mắt tòa này ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn cho bị khiếp sợ nghĩ không ra sở kiếm thu lại có thể lấy ra như thế lượng lớn tài phú đi ra sở kiếm thu nhìn thấy hạ u hoàng bộ kia hoàn toàn bị chấn động dáng vẻ trong lòng lập tức thống khoái vô cùng có tiền chính là sảng khoái a mấy năm qua này bởi vì không có tiền hắn tại trước mặt hạ u hoàng cơ hồ đều không ngốc đầu lên được Mỗi lần cùng Hạ U Hoàng nghị sự, nhìn xem Hạ U Hoàng sắc mặt. Hắn luôn cảm giác mình tựa như một cái ăn bám vô năng trượng phu, lần này cuối cùng có thể thống. Thống khoái khoái ra một hơi. Hạ U Hoàng mặc dù bị sở kiếm thu lấy ra lượng lớn tài phú lập tức chấn trụ. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái bàn tay quyền tài chính nữ nhân. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Người những linh thạch này mặc dù không thiếu nhưng mà nếu như dựa theo ngươi hoạch định mà nói, khoách trương đến 30 vạn đại quân. Tiếp đó quân công ban thưởng gấp bội, cũng chỉ có thể trèo chống một năm mà thôi. Hạ U Hoàng chỉ thấy không thể sở kiếm thu cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Không chút lưu tình đà kích đạo. Không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc. Hắn cho là 10 triệu này khối rưỡi phẩm linh thạch rất cỡ nào. Còn bày ra bộ kia bộ dáng cái mũi chiêu thiên. Đương nhiên, nếu như dựa theo Tùng Đào Quốc Tông phái liên minh như thế bồi dưỡng quân đội mà. Nói, 10 triệu này khối rưỡi phẩm linh thạch xác thực rất nhiều. Đoán chừng dưỡng 30 vạn đại quân đầy đủ dưỡng 100 năm đều dư sai. Nhưng mà nếu như dựa theo Sở Kiếm Thu thiết định quân công ban thưởng quy định mà nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không chống đỡ được quá lâu, Sở Kiếm Thu sớm đoán được Hạ U Hoàng có thể như vậy nói. Đối với Huyền Kiếm Tông đại quân chi tiêu to lớn, hắn so với ai khác đều biết. Thế là sở kiếm thu tay lại vung lên, lại như một tòa núi nhỏ ngũ phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mắt, hai tòa cực lớn ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn, cơ hồ chiếm hết gần nửa cái nghị sự đại điện. Chương 717 như thế nào có đủ hay không? Nhìn xem xuất hiện lần nữa một tòa ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn, mọi người nhất thời lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, sở kiếm thu nơi nào lấy được nhiều như. Vậy ngũ phẩm linh thạch, hắn sẽ không là đánh cướp thượng thanh tông bảo khố A. Hạ U Hoàng mặc dù lần này đồng dạng bị sở kiếm thu chấn kinh không nhỏ. Nhưng mà đã không giống lần thứ nhất thất thố như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, nói, cũng. Chỉ bất quá trèo trống hai năm mà thôi, vẫn như cũ không đủ, sở. Kiếm thu cười nói, người trước tiên đem bọn chúng thu lại hạ u hoàng không biết sở kiếm thu lại muốn chơi hoa dạng gì nhưng vẫn là theo lời đem hai tòa linh thạch tiểu sơn thu hồi hạ u hoàng xem như huyền kiếm tông chủ cầm tài chính đại trưởng quỹ sở kiếm thu đặc biệt vì nàng chế tạo mấy cái không gian chứa đồ cực lớn không gian pháp bảo chứa đựng cái này hai tòa linh thạch tiểu sơn cũng không phải việc khó gì bất quá bởi vì phía trước sở kiếm thu từ tiết lực lời trong tay lấy được khối kia tu di thạch Phẩm giai không đủ cao, hơn nữa lúc ấy hắn phù trận tạo nghệ cũng còn kém rất rất xa bây giờ. Chế tạo mấy cái kia không gian pháp bảo mặc dù so với thông thường không gian pháp bảo lớn, đổi lại võ giả bình thường mà nói, những cái kia không gian pháp bảo không gian bên trong xa xa đầy đủ. Nhưng mà đối với Hạ U Hoàng loại này trưởng quản một tông tài chính người, cái này không gian pháp bảo không gian còn chưa đủ lớn, Sở Kiếm Thu dự định đến lúc đó dùng chính mình theo trong bí cảnh lấy được khối kia mới tu di thạch một lần nữa lại chế tạo một nhóm không gian pháp bảo. Theo trong bí cảnh lấy được khối kia mới tu di thạch vô luận là phẩm giai vẫn là thể tích. Thượng đô đầy đủ sở kiếm thu luyện chế một nhóm lớn không gian cũng đủ lớn không gian pháp bảo. Trước đây từ tiết lực lời trong tay lấy được khối kia tu di thạch bất quá là vài thước gặp. Phương, mà chính mình theo trong bí cảnh đạt được khối kia tu di thạch đủ chừng 10 trượng gặp phương, hơn nữa tại trên phẩm giai cũng xa không phải trước đây từ tiết lực lời trong tay lấy. Được khối kia có thể so sánh. Dùng loại này tu di thạch luyện chế. Sở kiếm thu có nắm chắc luyện chế ra trăm trượng vuông không gian pháp bảo tả khâu văn bọn. Người nhìn thấy sở kiếm thu đem như thế lượng lớn tài phú trực tiếp liền giao cho hạ u hoàng. Trong tay, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Mặc dù đi qua ba năm này rèn luyện. Tả Khâu Văn mấy người cũng đã hoàn toàn đón nhận Hạ U Hoàng trưởng quản quyền lực tài chính. Nhưng mà Hạ U Hoàng dù sao vốn là đại can hoàng tộc người. Hiện nay đại can hoàng tộc còn trú đóng ở Huyền Kiếm bên ngoài thành. Giống như đối với Huyền Kiếm thành còn vẫn chưa từ bỏ ý định. Mặc dù mấy năm qua này cũng không có làm ra cái gì tiểu động tác. Nhưng mà Tả Khâu Văn bọn người cũng không có đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm cũng chính vì dạng này tả khâu văn bọn người mặc dù đã đón nhận hạ u hoàng thế nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn đối với hạ u hoàng hoàn toàn yên tâm sở kiếm thu bây giờ đem như thế lượng lớn tài phú trực tiếp liền giao cho hạ u hoàng vạn nhất nàng mang theo những tài phú này trực tiếp chạy vậy bọn hắn huyền kiếm tông chẳng phải là thiệt hại cực lớn hơn nữa dù cho hạ u hoàng không có mang theo những tài phú này chạy trốn cũng khó bảo đảm hạ u hoàng sẽ không vụng trộm cầm một chút tài nguyên đi đón tế đại can hoàng tộc người dù sao hạ u hoàng trên thân chảy xuôi chính là đại can hoàng tộc huyết mạch sở kiếm thu tự nhiên cũng nhìn ra tả khâu văn đám người lo lắng nhưng mà hắn căn cứ nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc tất nhiên đem quyền lực tài chính giao cho hạ u hoàng vậy dĩ nhiên muốn triệt đề tín nhiệm nàng hơn nữa sở kiếm thu cùng Hạ U Hoàng ở chung lâu như vậy. Cũng tin tưởng nàng không phải giả công mưu cầu tư lợi nếu quả thật xuất hiện tả khâu văn bọn. Người lo lắng tình huống, vậy thì tạm thời cho là dùng những tài phú này thấy rõ một người. Thôi, cái này cũng không tính là gì ghê gớm sự tình. Sau khi Hạ U Hoàng thu hồi cái kia hai tòa ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn. Sở kiếm thu tay lại vung lên, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một tòa ngũ phẩm linh thạch tiểu. Sơn tại Sở Kiếm Thu ra hiệu phía dưới. Hạ U Hoàng lần nữa đem những thứ này ngũ phẩm linh thạch thu lại. Sau khi Hạ U Hoàng thu hồi, Sở Kiếm Thu tay lần nữa vung lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một tòa ngũ phẩm linh thạch tiểu sơn, lúc này đám người ngược lại không có ngay từ đầu như vậy chấn kinh, bởi vì hoàn toàn bị Sở Kiếm Thu lấy ra tài phú chấn kinh đến chết lặng. Sở Kiếm Thu tuần tự huy động liên tục 10 lần tay hết thảy lấy ra gần tới hơn ức khối rưỡi phẩm linh thạch như thế nào, có đủ hay không, sở. Kiếm thu cười híp mắt nhìn xem hạ u hoàng nói. Hạ u hoàng lúc này trên mặt sớm đã đổi một bộ màu sắc, mặt mày hớn hở nói, đủ rồi đủ rồi. Những linh thạch này đầy đủ huyền kiếm tông dùng 10 năm, đến. Nỗi 10 năm sau đó như thế nào, cái này không tại hạ u hoàng cân nhắc bên trong bởi vì lấy huyền kiếm tông trước mắt tốc độ phát triển tăng thêm khoản này lượng lớn tài phú mười năm sau đó cũng không biết phát triển đến mức nào đoán chừng dù cho không thể cùng thượng thanh tông bực này nam châu liên minh bảy đại tông môn so sánh cũng đủ để đưa thân tông môn nhất lưu phạm vi lấy khi đó huyền kiếm tông thực lực còn sợ không chiếm được đầy đủ tài nguyên không thành hơn nữa hạ u hoàng cũng tin tưởng dưới tình huống huyền kiếm tông có đầy đủ quân lực bảo vệ. Nàng U Hoàng cắt đi qua 10 năm kinh doanh, quy mô cũng không phải hiện nay có thể so sánh. Đến lúc đó nói không chừng chỉ dựa vào nàng U Hoàng cắt thu vào. Cũng đã đủ để nuôi sống huyền kiếm tông đại quân đâu. Nhìn thấy hạ U Hoàng trở mặt trở nên còn nhanh hơn lật sách. Sở kiếm thu nhịn không được lắc đầu, ban đầu là cỡ nào ôn nhu thân thiết tiểu cô nương. Như thế nào bây giờ trở nên cùng một cái tính toán xét nét trợ búa phụ nhân bình thường đâu? Bất quá lời này Sở Kiếm Thu mặc dù nói thầm trong lòng, thế nhưng là không dám nói ra, lấy Hạ U Hoàng trước mắt tính tình. Nếu để cho nàng biết mình ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ sù lông dậy rồi. Hạ U Hoàng là Sở Kiếm Thu trước mắt nhất không dám trêu chọc người một trong. Một khi trêu chọc nàng, mình cũng không có cái gì tốt quả ăn, Sở Kiếm Thu phát hiện một cái quy luật những nữ nhân này cũng là vừa tiếp xúc thời điểm ôn nhu săn sóc nhưng mà dần dần cả đám đều lộ ra nguyên hình vô luận là tả khưu thương trúc hạ u hoàng tô nghiên hương vẫn là đỗ hàm nhãn cơ hồ người người cũng là như thế nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lạc sư tỷ đối tốt với hắn bây giờ những nữ nhân này bên trong cũng liền lạc sư tỷ đối với hắn khá lịch sự thực sự là phu cương bất chấn a Sở Kiếm Thu nhịn không được lắc đầu cảm thán, chẳng qua hiện nay chính mình có tiền tình huống. Phía dưới, cuối cùng có thể tại trước mặt hạ u hoàng cứng rắn lên sống lưng tới. Đám người vốn cho rằng Sở Kiếm Thu lấy ra như thế lượng lớn ngũ phẩm linh thạch đã là đủ kinh. Người, nhưng mà một màn kế tiếp, bọn hắn mới biết được chính mình đối với Sở Kiếm Thu nhận biết là cỡ nào nông cạn. Khi Sở Kiếm Thu lấy ra cái kia từng cây tản ra nồng đậm vô cùng sức thuốc ngũ giai linh dược, tất cả mọi người đã là hai mắt ngốc trệ mặt không biểu tình hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải nếu như nói cái kia hơn ức khối ngũ phẩm linh thạch vẫn là có thể cân nhắc tài phú như vậy cái này hơn ngàn gốc ngũ giai linh dược liền đã rất khó dùng giá trị để cân nhắc bởi vì những thứ này ngũ giai linh dược không có chỗ nào mà không phải là niên đại xa xưa linh dược từ cái kia linh dược tản mát ra xa xăm khí tức cái này ít nhất cũng là đã sinh trưởng mấy vạn năm linh dược. Không cần nói lớn lên trên vạn năm linh dược. Cho dù là hơn ngàn năm linh dược tại Nam Châu cũng đã là cực kỳ chân quý vô giới chi bảo, bình. Thường loại niên đại này lâu đời linh dược cũng là có tiền mà không mua được. Có tiền cũng mua không được. mười 718 si cuồng tần diệu yên. Mà sở kiếm thu lấy ra những linh dược này, không chỉ mình cũng là ngũ giai linh dược hơn nữa cây cây cũng là sinh trưởng bên trên mấy vạn năm linh dược những linh dược này nếu như bộc lộ ra đi đoán chừng sẽ dẫn tới toàn bộ nam châu điên cuồng tần diệu yên vốn là ngồi ở một bên một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình mở loại này hội đối với nàng mà nói thật là nhàm chán đến rất nàng cũng không biết cái gì quân chính đại sự lại không tham dự cái gì quyền lực tài chính liền dạy đệ tử đều không am hiểu bây giờ đệ thất phong đệ tử trên danh nghĩa mặc dù còn gọi sư phụ nàng nhưng số đông đều bị nàng ném cho thôi nhã vân hỗ trợ dậy liền thương yêu nhất tiểu đệ tử đường ngưng tâm nàng cũng ném cho sở kiếm thu nàng duy nhất sở trường chỉ có luyện đan một đường cùng ở đây nhàm chán nghe sở kiếm thu ở nơi đó khoe khoang còn không bằng cho nàng nhiều một chút thời gian tới luyện đan cho nên khi tất cả mọi người đều bị Sở Kiếm Thu lấy ra cái kia lượng lớn linh thạch khiếp sợ. Nàng lại tại một bên nghe trực đả ngáp. Chỉ có điều nàng mặc dù không muốn tham gia đủ loại hội nghị. Nhưng mà nàng dù sao cũng là trước mắt Huyền Kiếm Tông bối phận cao nhất trưởng lão một trong. Loại này trọng yếu đại hội nàng lại không thể không đến, đang tại nàng buồn ngủ thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ mùi thuốc tiến vào trong lỗ mũi tần diệu yên lập tức một cái giật mình tỉnh lại chuyện gì xảy ra tại sao có thể có như thế nồng nặc mùi thuốc riêng là người mùi vị kia nàng liền có thể đánh giá ra cái này ít nhất cũng là lớn trên vạn năm linh dược trên vạn năm thời hạn linh dược cái này cho dù là nằm mơ giữa ban ngày nàng cũng không dám nghĩ sự tình tần diệu yên đột nhiên đứng lên một đôi mắt đẹp bên trong chợt bắn ra hai đạo tinh mang đột nhiên hướng mùi thuốc nơi phát ra chỗ nhìn lại đập vào tầm mắt chính là một đống đặt ở sở kiếm thu trước người hơn ngàn gốc linh dược ngũ dai linh dược hơn nữa còn là ít nhất trên vạn năm ngũ dai linh dược hơn nữa số lượng còn đạt đến hơn ngàn gốc tần diệu yên một đôi mắt đẹp bên trong lập tức tinh quang đại thịnh lúc này trong mắt nàng nơi nào còn có những người khác trong mắt duy nhất còn thừa cũng chỉ là cái kia từng đống đặt ở sở kiếm thu trước mặt ngũ dai linh dược Tần Diệu Yên một cái hổ đói vồ mồi nhào tới, cầm lấy từng cây ngũ giai linh dược. Trong mắt tràn đầy say mê thần sắc. Độ sinh linh thảo, ngũ giai trung phẩm độ sinh linh thảo, nhìn cái này Đường Vân. Ít nhất phải là 10 vạn năm. 10 vạn năm phân ngũ giai trung phẩm độ sinh linh thảo. Ha ha ha, ta lại có thể nhìn thấy 10 vạn năm phân độ sinh linh thảo lục. Nhâm tham, lại là ít nhất 10 vạn năm phân, ha ha ha, phát phát thế mà nhiều như vậy mười vạn năm phân linh dược ha 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 có nhiều như vậy mười vạn năm phân linh dược ta cái này có thể hướng ngũ phẩm đứng đầu luyện đan sư đánh sâu vào nhìn thấy tần diệu yên cái kia không coi ai ra gì một dạng điên cuồng cười to mọi người nhất thời không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm sớm nghe nói tần trưởng lão là cái luyện đan điên rồ bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền tiểu sư muội chú ý một chút hình tượng tả khâu văn nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi một hồi bất đắc dĩ nếu như chỉ là bọn hắn mấy cái này sư huynh muội ở đây cái kia còn thôi mấu chốt là bây giờ trừ bọn họ huyền kiếm tông những trưởng lão này cùng sở kiếm thu những đệ tử này bên ngoài còn có hạ u hoàng lương nhạn linh hầu tín hồng trương thành bọn người ở tại ở đây tần diệu yên cái dạng này quả thực là mất hết khuôn mặt còn thể thống gì Tả Khâu Văn liền tiếp nhận khó chịu tại Sở Kiếm Thu tiến vào Huyền Kiếm Tông phía trước. Tiểu sư muội mặc dù cũng rất si mê với luyện đan, nhưng mà tốt xấu coi như người bình thường, nhưng mà kể từ Sở Kiếm Thu tiến vào Huyền Kiếm Tông, sau đó, tiểu sư muội dần dần liền bắt đầu thả bản thân. Tại Huyền Kiếm Tông công chiếm đại can hoang thành, Sở Kiếm Thu vì nàng sưu tập tốt một chút luyện đan điển tịch cùng với vì nàng bố trí đan phù, trận sau đó, Tần Diệu Yên liền tại đây con đường bên trên càng chạy càng xa. Cho tới bây giờ, trong mắt Tần Diệu Yên ngoại trừ luyện đan. Trên cơ bản đều không bỏ xuống được những chuyện khác. Bất quá Tần Diệu Yên đối với luyện đan si mê cùng điên cuồng hiệu quả cũng là rõ rệt. Nàng tài luyện đan cơ hồ ngay tiến ngàn dạm. Luyện chế được đan dược hiệu quả kinh người vô cùng. Tả khâu văn ánh mắt cổ quái liếc sở kiếm thu một cái chẳng lẽ là đúng như truyền ngôn như vậy tiểu sư muội cùng sở sư điệt thật có cái gì ẩn tình a à? tiểu sư muội vì thay đổi vị trí chính nàng đối với sở sư điệt lực chú ý lúc này mới điên cuồng vùi đầu vào luyện đan bên trong không để ý tới tục vụ cái này có lẽ thật đúng là chưa hẳn không phải là không có có thể sự tình tiểu sư muội nếu quả thật đối với sở kiếm thu động tình lấy nàng cái kia tâm cao khí ngạo tính tình chú định sẽ không biểu lộ ra thậm chí còn có thể tận lực tránh né loại cảm tình này có lẽ liền chính nàng cũng không có ý thức được loại chuyện này chẳng qua nếu như thực sự là nói như vậy cái này đúng thật là một kiện nhức đầu sự tình mặc dù sư thúc cùng sư điệt ở giữa nếu như kết thành đạo lữ mà nói cũng không phải là một kiện lớn cỡ nào không được sự tình thiên vũ đại lục trong lịch sử sư phụ cùng đồ đệ ở giữa cuối cùng kết thành đạo lữ đều không thiếu thì càng không cần phải nói cách một tầng sư thúc cùng sư điệt giữa nhức đầu nhất chính là ưa thích sở kiếm thu cũng không đan chỉ tần diệu yên một người tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân cũng tương tự ưa thích sở kiếm thu nếu như cuối cùng tần diệu yên thật muốn cùng sở kiếm thu kết thành đạo lữ mà nói đến lúc đó cùng tả khưu thương chúc lạc chỉ mây ở giữa xưng hô như thế nào tỉ muội xứng sao dù cho mặc kệ ngoại giới chỉ trích đầu tiên lấy Tần Diệu Yên chính mình cao ngạo tính tình liền không cho phép xảy ra chuyện như. Vậy, cho nên Tần Diệu Yên phần cảm tình này trên cơ bản là chú định không có kết quả. Lại thêm sở kiếm thu cái này cảm tình đứa đần Muốn để cho hắn cảm nhận được Tần Diệu Yên tình ý đối với hắn. Cái này so với còn khó hơn lên trời, tả khâu văn nghĩ tới đây, không khỏi trở nên đau đầu. Vốn là tả khưu thương chúc cùng sở kiếm thu sự tình, đã đầy đủ để cho hắn đau đầu bây giờ lại thêm cái tần diệu yên đây quả thực là loạn rối tinh rối mù hỗn tiểu tử này tất nhiên không hiểu nữ tử tâm tư còn rất dài đẹp trai như vậy làm gì đây không phải không duyên cớ để cho cái khác nữ tử vì hắn chịu dày vò sao sở kiếm thu bị tả khâu văn của quái kỳ ánh mắt nhìn đến không khỏi một hồi tê cả da đầu tần diệu yên cái này không để ý hình tượng nổi điên chẳng lẽ còn muốn trách đến trên đầu của hắn không thành bất quá vì miễn cho sau đó tả khâu văn tìm phiền toái với mình sở kiếm thu quyết định vẫn là để tần diệu yên thanh tỉnh một chút sở kiếm thu vung tay lên đem những cái kia lấy ra linh dược thu sạch trở về tần diệu yên đang chìm say tại những cái kia cao đẳng dai trong linh dược lúc này đột nhiên những linh dược này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tần diệu yên trong nháy mắt xù lông hai tay chống nạnh hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào sở kiếm thu. Sở kiếm thu, ngươi làm gì, mau đem những linh dược kia lấy ra tần. Diệu yên nhìn chằm chằm sở kiếm thu âm thanh giận dữ hét. Sở kiếm thu nhìn xem tần diệu yên cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ bộ dáng. Không khỏi lại là một hồi tê cả da đầu, nuốt một ngụm nước bọt trong lòng run sợ nói, cái kia. Tần sư thúc, người trước tiên tỉnh táo một chút. Những linh dược này đợi lát nữa ta cho ngươi thêm." Tần Diệu Yên hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Sở Kiếm Thu nói, "Không được. Người bây giờ sẽ phải cho ta tốt tiểu sư muội, không nên quấy rối, còn thể thống gì?" Tả Khâu Văn khẽ quát một tiếng, hắn cầm Tần Diệu Yên thật là là không có biện pháp. Tần Diệu Yên tại trong bọn hắn những sư huynh này muội xếp hạng nhỏ nhất. Hắn lại không nỡ lớn tiếng quở trách. Chương 719 chọn lựa pháp bảo nhìn thấy tả khâu văn mở lời tần diệu yên cũng không thể không lui ra mặc dù nàng căn bản vốn không sợ tả khâu văn nhưng mà đại sư huynh mặt mũi có khi hay là muốn cho hơn nữa nếu quả thật ép sở kiếm thu vạn nhất tiểu tử này trong cơn tức giận dứt khoát một gốc linh dược cũng không cho nàng vậy thì chơi lớn rồi lấy sở kiếm thu niệu tính loại chuyện này thật đúng là làm được lúc đó vì buộc nàng tu luyện liền đan phù trận loại hoa này phí vô số chân quý thiên tài địa. Bảo bố trí mà thành chân quý trận pháp hắn đều phá hủy vì đạt tới mục đích. Tiểu tử này sự tình gì đều làm được. Chỉ tiếc thực lực của mình cùng hắn tranh lệch thực sự quá lớn. Dù cho sở kiếm thu đứng để cho nàng đánh. Nàng cũng không gây thương tổn được sở kiếm thu một chút bằng không. Nàng nhất định sẽ hảo hảo mà giáo huấn một lần sở kiếm thu vốn là nàng còn nghĩ trở lấy nhìn thấy sở kiếm thu bản tôn thời điểm hảo hảo mà đem hắn ra sức đánh một trận ai biết chờ sở kiếm thu bản tôn sau khi trở về thực lực thế mà so bạch y sở kiếm thu còn cao hơn nhiều lắm xem ra ra sức đánh sở kiếm thu một trận nguyện vọng này là rất khó thực hiện nhìn thấy tần diệu yên lui ra sau đó sở kiếm thu khẽ thở phào nhẹ nhõm nếu như cái này nữ nhân điên dây dưa không ngớt mà nói hắn thật đúng là có gật đầu lớn sau khi tuần tự sở kiếm thu lấy ra hơn ức khối ngũ phẩm linh thạch cùng hơn ngàn gốc mười vạn năm phân ngũ giai linh dược đám người nhìn chằm chằm sở kiếm thu muốn nhìn một chút hắn kế tiếp còn muốn xuất ra cái gì kinh thiên động địa bảo vật sở kiếm thu quét đám người một mắt vung tay lên trước mặt lại xuất hiện mấy ngàn kiện ngũ giai pháp bảo nhìn thấy một màn này đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là sở kiếm thu tại trên biên cảnh lấy ra hơn ngàn món ngũ giai pháp bảo giao cho đáng. Doanh, để cho bọn hắn cầm lấy những pháp bảo kia xung kích u lương quốc đại quân lúc. Mọi người đã đầy đủ chấn kinh. Bây giờ sở kiếm thu lại lấy ra mấy ngàn món ngũ giai pháp bảo. Hơn nữa lần này lấy ra những thứ này ngũ giai pháp bảo so với tại trên biên cảnh lấy ra ngũ giải pháp bảo đẳng cấp cao hơn, sở kiếm thu tại biên cảnh lúc lấy ra những cái kia ngũ giai pháp. Bảo, trên cơ bản cũng là ngũ giai hạ phẩm pháp bảo. Nhưng là bây giờ lấy ra cái này mấy ngàn món pháp bảo. Lại phần lớn là ngũ giai trung phẩm cùng ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Nguyên bản đám người đối với sở kiếm thu đem những cái kia ngũ giai pháp bảo giao cho đáng. Danh thời điểm còn có chút ý kiến, dù sao trước mắt toàn bộ huyền kiếm tông ngoại trừ bạch y sở kiếm thu không có ai dùng nổi đến ngũ giai pháp bảo nếu như sở kiếm thu chỉ là nhất thời đem những cái kia ngũ giai pháp bảo giao cho đắng doanh những cái kia võ giả cũng còn thì thôi nhưng mà sau đó sở kiếm thu cũng không có đem những cái kia ngũ giai pháp bảo thu hồi lại dự định giống như những cái kia ngũ giai pháp bảo cứ như vậy trực tiếp liền thuộc về đắng doanh những cái kia võ giả đối với chuyện này cũng không phải là ít trong lòng người ý kiến rất lớn dù sao bàn về chiến công tới nói đắng doanh chiến công mặc dù không nhỏ thế nhưng là xa xa không cách nào cùng thần tiễn quân cùng cơ quan doanh so sánh thậm chí đêm tối doanh chiến công đều so đắng doanh cao hơn nhiều lấy đắng doanh chiến công tới nói căn bản là không có tư cách thu được ngũ giai pháp bảo loại đẳng cấp này bảo vật bất quá sau đó sở kiếm thu cũng đã nói những thứ này thu được ngũ giai pháp bảo tướng sĩ đều sẽ có quân công khảo hạch. Những thứ này ngũ giai pháp bảo cũng chỉ là tạm thời để cho bọn hắn dự chi. Nếu như kế tiếp trong vòng 3 năm, những thứ này thu được ngũ giai pháp bảo đắng doanh tướng sĩ quân công không đạt được khảo hạch. Tiêu chuẩn cuối cùng những thứ này ngũ giai pháp bảo vẫn sẽ thu về. Nghe được sở kiếm thu lời nói này sau đó, huyền kiếm tông các đại quân doanh mặc dù vẫn như cũ còn có điều bất mãn nhưng cái này dù sao cũng là sở kiếm thu tự mình hạ đạt chỉ lệnh cũng không có người nhắc lại việc này nhưng mà mặc dù trong miệng không nhắc lại bất mãn trong lòng vẫn tồn tại mặc dù mọi người cùng thuộc tại huyền kiếm tông nhưng mà huyền kiếm tông các đại quân doanh ở giữa cạnh tranh cũng vẫn là rất kịch liệt hơn nữa bởi vì đắng doanh tướng sĩ xuất thân cùng thực lực vấn đề đắng doanh địa vị tại các đại quân doanh trong lòng cũng là hạng chót tồn tại vô luận là thần tiễn quân, cơ quan doanh, đêm tối doanh vẫn là hỏa phù doanh. Bọn hắn cũng không lớn để mắt đắng doanh, bởi vì đắng trong danh trại. Mặc dù tại phương diện cá nhân thực lực có một không hai các đại quân doanh. Đắng doanh võ giả cảnh giới tu vi phương diện. Cũng là đám người công nhận các đại quân doanh đệ nhất nhưng cũng chính vì như thế. Mới thu nhận các đại quân doanh càng thêm xem thường bởi vì nắm giữ huyền kiếm tông cao cấp nhất võ giả đắng doanh, trên chiến trường biểu hiện lại là kém nhất. Không cần nói thần tiễn quân loại này huyền kiếm tông vương bài quân đội. Cho dù là cơ quan doanh cùng hỏa phù doanh đều có thể treo lên đánh đắng doanh. Tại phương diện chiến trận phối hợp, đắng doanh cùng các đại quân doanh ở giữa là không cách nào sánh được. Cho nên tại chỉnh thể phương diện chiến lược, đắng doanh tại huyền kiếm tông các đại trong quân doanh là hạng chót tồn tại cũng bởi vậy xuất thân đắng danh tướng sĩ bị huyền kiếm tông các đại quân danh võ giả khinh bỉ sở kiếm thu lúc đó sở dĩ đem cái kia hơn ngàn ngũ giai pháp bảo giao cho đắng danh tướng sĩ thứ nhất là bởi vì chỉ có tại đắng trong doanh trại mới tìm phải ra đầy đủ võ giả miễn cưỡng phát huy ra những cái kia ngũ giai pháp bảo uy lực thứ hai đắng danh tướng sĩ bởi vì trường kỳ bị khinh bỉ lòng dạ thực sự quá thấp đi qua mấy năm qua này chiến tranh sở kiếm thu đã sớm không có đem đắng doanh võ giả coi như tù binh đến đối đãi mà đắng doanh võ giả cũng dần dần tan vào huyền kiếm tông bên trong trở thành huyền kiếm tông một bộ phận sở kiếm thu đem hơn ngàn kiện ngũ giai pháp bảo ban cho đắng doanh cũng có đề chấn đắng doanh sĩ khí dụng tâm tồn tại bằng không lấy trước mắt đắng doanh tướng sĩ tâm khí trường kỳ xuống bất lợi cho đắng doanh phát triển Đến lúc đó chỉ có thể cùng với những cái khác quân doanh tranh lệch càng lúc càng lớn, sở kiếm. Thu cũng không muốn như thế một chi quân doanh cứ như vậy hủy. Đương nhiên, đây là sở kiếm thu cho một phần của bọn hắn cơ duyên. Về phần bọn hắn có thể hay không tóm được. Vậy phải xem đắng doanh những cái kia tướng sĩ biểu hiện. Nếu như bọn hắn thực sự trên bùn nhão phù bất thượng bích mà nói. Sở kiếm thu cuối cùng cũng sẽ đem những cái kia ngũ giai pháp bảo thu đi lên. Sở kiếm thu lấy ra những thứ này ngũ giai pháp bảo sau đó. Trước hết để cho mọi người tại đây riêng phần mình chọn một kiện tự nhìn phải vào mắt. Sau đó lại giao cho Hạ U Hoàng ghi chép nhập kho. Dù sao liền đắng doanh cũng có hơn ngàn món ngũ giai pháp bảo. Nếu như Huyền kiếm tông những cao tầng này ngược lại không có ngũ giai pháp bảo mà nói đó cũng quá không tưởng nổi đám người nghe được sở kiếm thu lời này sau đó lập tức trong mắt tràn đầy lửa nóng đây chính là đường đường ngũ giai pháp bảo trước đó ngoại trừ bạch y sở kiếm thu ai cũng dùng không nổi bởi vì ngũ giai pháp bảo thật là là quá chân quý dù cho u hoàng các có con đường có thể mua sắm nhưng khi sau khi nghe ngóng đến cái kia thiên văn con số giá cả sau đó đám người liền đều tắt cái kia tâm tư khi đó huyền kiếm tông tài chính cũng không dư giả cùng tiêu phí tiền đi mua sắm ngũ giai pháp bảo còn không bằng tiết kiệm xuống xem như quân phí dù sao trước đây bạch y sở kiếm thu chuôi này ngũ giai trung phẩm trường kiếm pháp bảo cũng không phải mua được mà là thông qua thiên vũ động thiên bên trong chiếm được trước đó tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ vật bây giờ mấy ngàn kiện đặt tại trước mắt tùy ý chọn lựa trong lòng mọi người kích động khó mà hình dung Nhất là tả khâu văn, thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch ba người tâm tình càng là kích. Động bọn hắn trước mắt sử dụng vũ khí đã sớm không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn. Những thứ này ngũ giai pháp bảo đối bọn hắn tới nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tiết giới, chương 720 chọn lựa pháp bảo. Tả khâu văn, thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch ba người mặc dù còn chưa tới thiên cương. Cảnh, nhưng mà bọn hắn toàn bộ cũng đã có thiên cương cảnh chiến lực. Bình thường tứ giai pháp bảo hoặc nửa bước ngũ giai pháp bảo căn bản khó mà thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, chỉ cần mỗi lần kịch liệt chiến đấu, trong tay pháp bảo đều không chịu nổi cường đại chân nguyên mà vỡ vụn. Bất quá đám người cũng không có tham lớn ham hố, mặc dù sở kiếm thu lấy ra pháp bảo bên trong có không ít ngũ giai pháp bảo cực phẩm, nhưng mà những thứ này đỉnh giai pháp bảo cũng không có người lấy tả khâu văn cầm một thanh ngũ giai trung phẩm trường kiếm pháp bảo lấy trước mắt hắn thực lực ngũ giai trung phẩm trường kiếm pháp bảo đầy đủ hắn dùng nếu như phẩm giai lại cao hơn hắn ngược lại không phát huy ra trong đó uy lực lấy ra có phần lãng phí thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch thì phân biệt lấy một kiện ngũ giai hạ phẩm trường kiếm pháp bảo lấy bọn hắn thực lực trước mắt ngũ giai hạ phẩm trường kiếm pháp bảo đồng dạng cũng là thích hợp bọn hắn nhất đường ngọc núi thì lấy một kiện ngũ giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo trước mắt hắn chỉ có nguyên đan cảnh ngũ trọng cảnh giới kỳ thực căn bản không phát huy ra bao nhiêu ngũ giai pháp bảo uy lực nhưng mà xem như huyền kiếm tông địa vị cao nhất một trong mấy người hắn lại nhất thiết phải lấy một kiện tần diệu yên đối với những thứ này pháp bảo không hứng lắm những thứ này pháp bảo toàn bộ đều là chiến đấu loại pháp bảo đối với nàng căn bản là không có một chút tác dụng nào sở kiếm thu bọn người lại không cho phép nàng trên chiến trường cùng người khác giao chiến nàng muốn những thứ này pháp bảo làm gì nếu như nơi này có luyện đan loại pháp bảo tỉ như lò luyện đan các loại nàng có lẽ còn có mấy phần hứng thú bất quá tần diệu yên cuối cùng vẫn tiện tay chọn lấy một kiện ngũ giai hạ phẩm trường kiếm pháp bảo tạm thời cho là nhàm chán thời điểm đồ chơi tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân đồng dạng cũng là riêng phần mình chọn lựa một thanh ngũ giai hạ phẩm pháp bảo trường kiếm tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân bây giờ cũng là nguyên đan cảnh thất trọng võ giả nhưng mà các nàng cũng là thiên tư kiệt xuất võ giả cũng không phải là võ giả bình thường có thể so sánh vẫn là miễn cưỡng có thể phát huy ngũ giai hạ phẩm pháp bảo uy lực triệu hải xem như cung phụng huyền kiếm tông cũng là huyền kiếm tông cảnh giới tu vi cao nhất người một trong cùng tả khâu văn một dạng là nửa bước thiên cương cảnh cảnh giới hắn vốn là nghĩ chọn một kiện ngũ giai trung phẩm pháp bảo nhưng mà nhìn thấy thôi nhã vân cùng trường tôn nguyên bạch chờ người chọn lựa cũng là ngũ giai hạ phẩm pháp bảo cuối cùng hắn vẫn là đồng dạng tuyển một kiện ngũ giai hạ phẩm pháp bảo dù sao hắn trên danh nghĩa mặc dù là huyền kiếm tông cung phụng nhưng mà kỳ thực lại là sở kiếm thu từ âm mộc tông thủ hạ cứu được hơn nữa tại trên thực lực không cần nói cùng tả khâu văn so sánh dù cho cùng thôi nhã vân cùng với trường tôn nguyên bạch cùng nhau so đều xa xa không bằng chỉ sợ tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân thực lực đều hơi thắng hắn một bậc triệu hải đối với định vị của mình vẫn là rất rõ ràng trước mắt hắn cũng không có yêu cầu xa vơi quá nhiều chỉ hy vọng nữ nhi của mình triệu bích hàm tại huyền kiếm tông bên trong có một cái an ổn sinh hoạt như vậy đủ rồi đám người không ngừng mà tiến lên riêng phần mình nhận lấy pháp bảo của mình đợi đến đến phiên Trương Thành thời điểm, Trương Thành liếc mắt nhìn những pháp bảo kia. Đứng dậy hướng sở kiếm thu chắp tay thi lễ một cái, cung kính nói, chủ thượng. Ta có thể hay không đem cái này ngũ giai pháp bảo đổi thành những vật khác. Sở kiếm thu nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, a à, vậy ngươi muốn đổi thành đồ vật gì, trương? Thành cẩn thận từng ly từng tí nói, có thể hay không đổi thành thiên giai võ kỹ. Lúc đưa ra yêu cầu này, trương thành kỳ thực trong lòng là có mấy phần thấp thỏm dù sao đây là sở kiếm thu tự mình ban thưởng cho bọn hắn bảo vật mà hắn lại ở trước mặt từ chối cũng không biết sở kiếm thu có thể hay không bởi vậy sinh khí nhưng mà hắn thật là là nhịn không được bởi vì ngũ giai pháp bảo đối với hắn căn bản là vô dụng trước mắt hắn chỉ là khu khu nguyên đan cảnh nhất trọng cảnh giới đừng nói là ngũ giai pháp bảo cho dù là tứ giai hạ phẩm pháp bảo đều xa xa đủ hắn dùng trước mắt hắn thiếu không phải pháp bảo, mà là võ kỹ, xem như cơ quan doanh chủ tướng. Trương thành lập ở dưới chiến công không thể bảo là không nhiều. Nhưng mà hắn tu luyện hao phí tài nguyên to lớn giống vậy vô cùng. Làm một xuất thân thấp hèn, tư chất bình thường võ giả. Ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm liền từ luyện thể cảnh một đường tiêu thăng đến nguyên đan cảnh. Trong lúc đó trả giá cao chỉ có Trương Thành tự mình biết là bực nào cực lớn trong ba năm này hắn đứng ở dưới những cái kia chiến công trên cơ bản toàn bộ đều bị hắn dùng để hối đoái thành đủ loại tài nguyên tu luyện cho nên trương thành trước mắt có thể nói là người không có đồng nào trương thành vẫn luôn là thiếu tiền thiếu đến kịch liệt cho nên đối với bất kỳ lần nào thu được cơ duyên cơ hội cũng sẽ không bỏ qua đem bất kỳ một chuyện gì được mất đều tính được rõ ràng để cho chính mình lấy được đồ vật có thể trình độ lớn nhất lợi dụng đứng lên ngũ giai pháp bảo với hắn mà nói trông thì ngon mà không dùng được cùng muốn loại này đối với hắn trước mắt mà nói đồ vô dụng còn không bằng đổi một loại vật đối với hắn có giá trị hắn đã sớm nhìn chúng trong tàng kinh các một môn thiên giai võ kỹ chỉ là khổ vì tạm thời quân công không đủ không cách nào hối đoái nếu như có thể đem lần này ban thưởng ngũ giai pháp bảo đổi thành môn kia thiên giai võ kỹ vậy hắn nhưng là kiếm lợi lớn sở kiếm thu trên dưới đánh giá trương thành một mắt gia hỏa này ngược lại có thể thấy rõ thực tế không có bị trước mắt bảo vật làm choáng váng đầu óc biết được lợi ích tối đại hóa chẳng thể trách hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian ba năm từ một cái nhất là không quan trọng tiểu binh lên tới một quân chủ đem vị trí cũng thực sự là không đơn giản trương thành nhìn thấy sở kiếm thu nhìn từ trên xuống dưới hắn trong lòng không khỏi một hồi thấp thỏm cũng không biết yêu cầu của mình có tính không đụng phải sở kiếm thu. Dù sao thượng vị giả tâm tư khó dò nhất, tại sở kiếm thu ánh mắt chăm chú, Trương Thành trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi, đang lúc Trương Thành dự định bãi bỏ thỉnh cầu của mình. Đã thấy đến sở kiếm thu gật đầu một cái nói, có thể. Ngay sau đó sở kiếm thu lại chuyển hướng những người khác nói, nếu có tạm thời không muốn ngũ giai pháp bảo cũng có thể đổi lại khác giá trị ngang hàng đồ vật hắn để cho đám người mỗi người lấy một kiện ngũ giai pháp bảo chỉ là vì lắng lại trong lòng mọi người bất mãn dù sao nếu như ngay cả đắng doanh những người kia đều bị ban thưởng ngũ giai pháp bảo bọn hắn những thứ này huyền kiếm tông cao tầng ngược lại không có ngũ giai pháp bảo đây không phải một hồi chê cười sao vì để tránh cho bởi vì một chuyện nhỏ dẫn đến nhân tâm phân liệt sở kiếm thu mới làm chuyện này nghe được sở kiếm thu lời này sau đó lại có mấy cảnh giới hơi thấp tướng lĩnh đem ngũ giai pháp bảo ban thưởng đổi thành những thứ khác bảo vật hoặc công pháp tại tất cả mọi người đều lấy được pháp bảo của mình sau đó sở kiếm thu liền mệnh hạ u hoàng đem mấy pháp bảo này thu lại sau đó kiểm kê nhập kho ta không gian pháp bảo không chưa nổi hạ u hoàng hướng sở kiếm thu giang tay ra nói sở kiếm thu lần này lấy ra bảo vật thật sự là nhiều lắm nhiều đến nàng không gian pháp bảo cũng đã chứa không nổi riêng là sở kiếm thu lấy ra cái kia hơn ức khối ngũ phẩm linh thạch liền đã tràn đầy nàng tất cả không gian pháp bảo không gian sở kiếm thu nghe vậy tiện tay ném ra mấy chục kiện không gian pháp bảo cho hạ u hoàng nói lấy trước những thứ này không gian pháp bảo giả bộ một chút sau đó ta cho ngươi thêm một kiện lớn